một những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích sự rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mê, cầu được chí chi vẹn toàn. Cho con, do phước báo mà con đã đọc kinh Tam Bảo ngày hôm nay, nếu có gì sai sót thiếu sót, con xin các sư, các cô tu nữ, các quý vị Phật tử trong, cũng như quý vị trong đạo tràng xin tha lỗi và con xin sám hối. Và con sư Liễu Thông cầm nhíp để trả lời các câu hỏi của quý vị trong đạo tràng cũng như thử máy luôn. Con không có rảnh ngày thứ bảy, tại vì con có lớp ngày thứ bảy, thì đã con không có làm thị giả cũng như làm cái gì được hết. Con xin sám hối và xin nhường máy và xin mời sư Liễu Thông cầm nhíp ạ. Nam mô Tát Sa Bha Tô Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bha Ga Wa Tô Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bha Ga Wa Tô Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Gia Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ không biết trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, hôm nay đạo tràng im lặng quá. Không biết quý vị trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Xin cho con biết. Dạ, cảm ơn cô Như Quang đã cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông và dạ, cùng chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay là cái ngày của ngài Liệu Tông đến với rung Phật giáo Nam Truyền để trả lời những cái điều mà tất cả chúng ta thắc mắc. Thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta ai có câu hỏi gì thì đưa tay lên để mà xin hỏi ngài, hoặc là đưa câu hỏi lên thì chắc có cô Như Quang sẽ đưa lên và ngài sẽ trả lời câu hỏi cho chúng ta. Thì bây giờ con chỉ có một cái câu hỏi nhỏ như thế này bạch ngài. Dạ, nếu những ngày mà con thọ Bát Quan Trai mà buổi chiều thì con không có ăn, con không ăn sáng giờ, nhưng mà đôi lúc gì cũng buổi sáng trước 12 giờ thì con ăn, nhưng mà con không ăn được nhiều. Rồi buổi chiều, buổi tối thì đôi khi con cũng thấy bụng bị cồn cào, cũng đói. Thành ra những cái thứ sữa nào mà chúng con có thể uống được thì xin ngài cho con biết, bởi vì con có nghe
nhiều vị nói có loại sữa uống được, có loại sữa không. Thì xin bạch ngài, dạ ngài cho con biết những loại sữa nào mà con có thể uống được. Dạ, con xin kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra sữa bây giờ nó là mình không biết trong đó nó có những cái chất gì thì không ai biết được đó. Nhưng mà nếu buổi chiều mà lỡ hơi cồng cạo ruột thì mình nên uống nước trái cây tốt hơn, mua những loại trái cây chuối, ổi hay là xoài gì đó mình ép ra nước mình uống thì vẫn tốt hơn. Chứ còn sữa thì chúng tôi cũng không có rõ. Đa số sữa thì nó có những cái chất chất bổ mà hoặc khuyên là không có được uống. Nhưng mà mình không có rành mấy cái đó thì đừng có đụng tới nó. Mình lấy nước làm nước trái cây mình uống cho nó khỏe thì cũng cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Giống như Chư Tăng đã chiều bình thường là Phật tử sợ Chư Tăng có thể không chịu nổi cái cơn đau đó, thường người ta làm nước trái cây để dâng để cho mấy ông sư thì cái đó là an toàn nhất. Còn như vậy, cô người ta chịu không nổi thì cứ kiếm nước trái cây, mua mấy trái cây này kia gì đó. Loại mà nó tương đối nó ít ngọt chút đỡ chứ ngọt nhiều quá mà mốt thành lên đường rồi mệt lắm. Nên uống nước trái cây tốt hơn. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, bây giờ con xin nhường mic lại cho quý vị khác trong đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Có lẽ là trong bữa nay thì quý vị chắc qua không có điều gì cần, anh đã xin ý kiến ngài trưởng lão mình đóng room nghỉ cho nó khỏe nè, chứ vô đây mất công tốn tiền tốn thì giờ vô đây không có sinh hoạt gì cả. Tôi xin ý kiến của ngài trưởng lão chủ room ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Bụt Hai Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kinh Bạch Ngài Liễu Tông.
Kính thưa đạo cha, theo ý kiến của ngài Liễu Tông, một tuần chúng ta chỉ có một ngày Chủ nhật này. Quý vị có những thắc mắc gì thì cứ đặt ra, đưa ra những sự thắc mắc đó trong vấn đề học hỏi về Phật pháp. Ngài đã có thời gian đến với đạo tràng của chúng ta, nhưng mà quý vị im lặng quá thì cũng hơi khó xử. Vậy thì bây giờ quý vị trong đạo tràng, mỗi vị đặt một câu hỏi, nếu không cầm micro được thì quý vị cứ để chat lên. Ngài đã nhiệt tình đến với đạo tràng mà chúng ta thờ ơ như thế này thì cũng phụ lòng của ngài quá. Quý vị nghĩ sao? Quý vị không cầm micro được thì quý vị cứ để chat lên, đặt những câu hỏi lên thì ngài sẽ căn cứ đó để trả lời. Xin cho biết sự khác nhau giữa sanh hữu và nghiệp hữu. Sa thủ đạo hữu Thanh Nguyên hả, đã đưa lên một câu hỏi và mong rằng có nhiều câu hỏi để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hiểu biết về Phật pháp như thế nào. Kính thỉnh ngài Liễu Tông, đạo hữu Thanh Nguyên đã có một câu hỏi, xin cho biết sự khác nhau giữa sanh hữu và nghiệp hữu. Thỉnh ngài giải đáp dùng câu hỏi này. Cùng thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thà Gia, kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra nghiệp thì người ta dựa vào cái phần sự của nó trong lúc nó phát sinh đó, nó làm cái điều kiện gì. Đó. Thành ra mới có những cái chữ mà sanh hữu nghiệp hữu này kia ha. Thành ra mình cứ coi tiêu biểu cái gì là học cái gì đó, thì tới những cái phần như vậy đó thì người ta sẽ có giải thích hết. Thì chúng tôi không biết quý vị học theo cái gì nào, thành ra cái sự giải thích nhiều khi nó chúng tôi không nắm được cái chỗ mà quý vị hỏi ra, có thể là nó lại không hợp với những cái chuyện mà người cái gì mà dạy cho quý vị đó, thành ra nó sẽ nó nhiều chuyện. Thứ nhất là những cái chữ mà Pali mà trong những cái gì ta mình phải biết cái chỗ phát sanh của nó, thành ra mới có thể giải thích nó mới rõ ràng được. Chứ còn cái quý hỏi ngang xương mà chúng tôi không biết nó nằm từ đâu đó thì rất là khó khăn cho cái chúng tôi có thể trả lời một cách chính xác được. Thành ra quý vị hỏi những cái câu nên cho biết cái chỗ đó quý vị muốn ấy, chứ còn nếu mà nói cái đó thì không thì chúng tôi cũng không có làm sao trả lời cho nó chính xác được. Bởi vì cái từ nghiệp nó xuất hiện nhiều chỗ, nhưng mà thường thường mình nói cái sanh hữu nghiệp hữu thì nó xuất hiện trong duyên khởi hoặc là trong duyên hệ. Thành ra chúng tôi không biết nó nằm chỗ nào thì làm sao mà có thể là trả lời quý vị được. Nam mô Bổn Thà Gia. Nam mô Bổn Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Còn quý vị hỏi trong bốn loại sắc pháp thì cái loại nào bị diệt sau cùng, cái chuyện đó rất là không có cái gì mà bảo đảm là cái nào diệt sau cùng cả. Nếu mà tính trong cái lộ trình tâm đó thì cái sắc nghiệp là cái sắc nó cùng diệt với cái tâm tử thì nó chỉ diệt thôi, mà khi người đó tử rồi đó thì cái sắc mà về thời tiết á, sắc vật thực thì nó cũng còn nhưng mình không lâu, nhưng sắc thời tiết nhiều khi nó, xin thưa với quý vị chứ trong kinh điển không có chỗ nào nói nó diệt mất lúc nào, nó vẫn sanh diệt được như thường. Thành ra tùy theo cái chuyện của nó, chứ còn mình nói nhưng mà cái sắc mà diệt cùng với cái tâm tử đó, thì chỉ có sắc nghiệp mới diệt cùng với tâm tử thôi, còn sắc vật thực thì nó vẫn còn. Bởi vì quý vị ăn xong quý vị chết liền thì là sao mà nó tiêu hết liền được. Còn sắc về thời tiết tức là cái độ nóng, độ lạnh trong người quý vị nó vẫn còn trong cái xác á, chứ không phải trong người quý vị. Thì cái đó không trong kinh điển cũng có nói là nó diệt sau cùng lúc nào cả. Nam mô Bổn Thà Gia.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ quý vị trong đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không quý vị? Dạ xin cho biết rằng Metta nói tiếp bởi vì dạ cảm ơn cô Như Quang. Dạ tiếp theo cái câu hỏi của đạo hữu Thanh Nguyên đó, hỏi về sự khác nhau của sanh hữu và nghiệp hữu đó, bạch ngài. Theo tiếp theo câu hỏi đó thì con trong cái 12 duyên khởi đó, thủ duyên cho hữu đó, xin ngài cho con biết là sự khác nhau giữa nghiệp hữu và sanh hữu. Dạ bạch ngài, con kính dâng mít đến ngài. Tự nhiên cái nó rớt cái mic quý vị nghe trở lại là chúng tôi chưa đó. Ví dụ như bây giờ cái tâm đầu tiên là tâm nhận thức đi, thì trong tâm nhận thức làm gì có vô minh duyên hành đồ trong đó gì, thấy không? Là nó mình phải biết nó nằm chỗ nào, còn không biết là mình nói gì được, nhưng mà mình nói theo cái ngôn từ được, nhưng mà nó không có chính xác. Nó có những cái chuyện mà chúng tôi không dám trả lời vậy, bởi nó không chính xác thì làm sao mình lấy được, phải không? Đó thành ra quý vị muốn tìm hiểu duyên khởi hay duyên hệ đó, quý vị nên nhớ đó, duyên khởi đó, thì chỉ tính trong từng sát na tâm mà thôi, chứ không thể tính ra ngoài được. Rồi cái duyên hệ đó là mới tính trước. Ví dụ duyên hệ quý vị vẽ cái lộ trình tâm ra, thì trong lộ trình tâm nó ví dụ như nói là banh chả nó qua quách cha ná thì chờ chặt hữu gia ná sống tại cha ná, thì cái chỗ mà quý vị muốn tìm là cái chỗ chặt khu viên gia ná đi, rất nhãn thức đi, thì quý vị phải biết phía trước nó là cái gì, phía ngoài nó là đối tượng nào, phía trong nó là nó nương vào cái gì nó phát sanh, và phía sau nó là cái gì đó. Thì lúc đó mình mới có thể mình nói duyên hệ duyên khởi được. Chứ còn cái này trong một sát na tâm sao nói được. Hy vọng quý vị hiểu được cái điều chúng tôi nói. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tổ Nghệ Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Câu mà hỏi là ta tin ta mà không hiểu ta là biết đó ta. Chúng tôi không biết là trong kinh nào hay là trong tạng nào. Rồi có những cái gì ấy mình thấy. Không thể biết rõ năm đâu được rồi này. Xóa đi cái gì hỏi đó. Bởi vì quý vị biết là dạy Đức Phật cái 80 mấy ngàn bài pháp khác nhau à. Cái đó hỏi chỉ có tam tạng như là mấy cái gì thuộc lòng tam tạng này đó ấy rồi. Chứ còn cái này thứ nhất, thứ hai, nếu mà quý vị mà nói cái câu Bali thì chúng tôi cũng truy ra cho được, tìm ra được. Chứ còn nói tiếng Việt thì chúng tôi có nhiều, bởi vì một câu có nhiều cái cách dịch khác nhau là rất là khó khăn thành ra. Xin cho quý vị hỏi ra về là mô thai giá trên cõi trời vô sắc không có sơ đạo. Cái tâm sơ đạo đó nó không thể phát trên phát sanh ở cõi vô sắc được, vì lý do là cái tâm sơ đạo nó phải nương vào hạt thế giáo quá thụ, tức là nó phải nương vào sắc ý vật nó mới phát sanh được. Cái cõi nào mà không có sắc ý vật thì cái tâm sơ đạo không thể phát sanh được. Thì vừa chúng tôi đã nói rồi, cái gì hỏi này chắc bộ không hiểu, chúng tôi đã nói rồi. Trong 19 cái tâm đó tâm nào? Bởi vì cái duyên hệ duyên khởi này đó chỉ tính từng cái sát na tâm thôi, chứ không thể tính tới trước tới sau được. Thì nó muốn tính trước tính sau đó là phải tính qua duyên hệ, chứ không thể tính là duyên khởi được. Thì nói chúng tôi nói rồi, bây giờ quý cái gì hỏi này chứ, lấy cái tâm thứ nhất, tâm tham thứ nhất đi, viết một cái tâm tham là cộng 19 tâm sở để tính coi nó có bao nhiêu cái duyên khởi trong đó, coi vô minh duyên hành hành có bao nhiêu, rồi thứ hành duyên danh sắc xe về như kia đó bao nhiêu chuyện gì đó, thì mới biết nó là cái gì. Chứ còn bây giờ mà hỏi như vậy, chịu nói trong 19 tâm, chúng tôi đã lặp lại là nó trong một sát na tâm mà thôi, còn nói 19 tâm phải biết nó như thế nào chứ. 19 tâm đó, ví dụ như cái tâm đó không không phải là ta cái tâm mà sanh ở cõi cõi giấy này, cái tâm mà tâm tục sinh là nó là tâm quả, chứ nó còn nó nằm trong tâm quả. Thì cái tâm tục sinh nào thì mà phải tính trong đó coi vô minh duyên hành hành những thức nó có bao nhiêu chuyện nói, rồi lúc đó mới tìm ra được cái sanh hữu nó là cái gì, mà cái sanh nghiệp hữu nó là cái gì mới được. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì người ta chỉ nói trong cái điều kiện vắn tắt thôi, nghĩa là sau khi dùng xong rồi đó, dùng bữa trưa thì sau khi dùng xong rồi người ta sẽ đi rửa mặt rửa miệng hay gì đi rồi ta làm được chuyện đó, không lẽ người ta kể ra vẫn có như thường chứ sao không có. Nhưng mà những cái một số vị người ta luyện tập rất là thuần thục rồi trong cái vấn đề nhu cầu của cái cơ thể. Ví dụ sáng cái giờ đó người ta đi từ bệnh là đi trong giờ đó, về ăn xong rồi làm công việc vệ sinh của thân thể có thể lúc đó, hoặc là có những cái gì khi ăn trưa rồi người ta mới làm, có những cái gì trước khi đi ngủ người ta mới làm, thành ra tùy theo cái nhu cầu của cái vị đó người ta làm. Thì vẫn có những cái thông thường như chứ không có được đó. Bởi khi hành thiền liên tục rồi nó cũng có một số cái chuyện để ấy chứ. Cái những người mà hành thiền mà liên tục không có nghĩa là người ta hành từ sáng tới chiều. Dẫu rằng gì đó nói hành từ sáng tới chiều nhưng mà phải có cái thời gian nghỉ để thay đổi quay nghi đó, chứ không phải là từ sáng tới chiều ngồi không có đâu. Nên ta tùy theo cơ thể người ta để người ta thay đổi quan nghi, ví dụ như ngồi bao lâu, đi bao lâu, nằm bao lâu, đứng bao lâu, ví dụ vậy. Người ta chia đều vậy nó cái thì cái tứ quan nghi nó mà nó bình thường đó thì công việc làm nó mới dai dẳng được. Chứ còn nếu không mình ngồi lâu hơn hay là mình đi nhiều hơn hay là mình đứng lâu hơn thì nó làm cho cái cơ thể mình nó tới ngày nào đó là mình không còn hoạt động như vậy được nữa. Đó. Thành ra khi mà người ta kể chuyện một số vị sư vậy đó, hay là những vị sư học tam tạng này nó đi từ bệnh về ăn xong lập đầu ngồi tụng những cái bài cho thuộc lòng vậy đó. À, nhưng mà vẫn có những cái thời gian của người ta để người ta điều hòa cái cơ thể được chứ. Cũng phải đi làm vệ sinh, đi tắm, đi rửa rồi chứ, đâu có phải là làm từ sáng tới chiều giống như mình nghe người ta nói trong hay người ta viết là trong kinh này vậy, đâu có được. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, không biết cái điện thoại của con bữa nay cái mạng nó có được ổn không? Dạ, cảm ơn Thiên Mít Ta, dạ cảm ơn cô Như Quang. Vậy là mọi người nghe được. Dạ thưa sư, con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý sư, dạ ông kính đảnh lễ cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ kính thưa sư, dạ con xin sư chỉ dạy cho con về một cái việc
là về cái kham nhẫn đó, thưa sư. Khi mà thực hành cái kham nhẫn đó, là cái sự chịu đựng những cái trước cái cảnh khốn khó, cái cảnh khổ đến với mình đó thưa sư, thì cái kham nhẫn đó là mình kham nhẫn, nhưng mà cái nó cũng bị thọ khổ không thưa sư? Vậy thì mình làm sao với cái cảnh thọ khổ đó thưa sư, đặng mình thực hành cái kham nhẫn thưa sư? Tại vì nếu mà thọ khổ thì cái tâm của mình làm sao để có được cái tâm nó không có sân, nó không có làm sao để làm như là con không biết mà thực hành cái hạnh kham nhẫn như vậy là để như sao cho mình kèm theo cái tâm gì để cho nó được đúng với pháp đó thưa sư. Dạ con xin sư chỉ dạy con về cái chỗ này. Dạ con xin kính nhân mít cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, cái chữ kham nhẫn đó, cái chi pháp của nó là tâm sở vô sân. Mà tâm sở vô sân thì nó làm gì mà có thọ khổ trong đó được. Quý vị nào học chi pháp rồi biết tâm sở vô sân nó đi với các tâm thiện, tâm đại thiện với tâm đại di tác. Nếu mà tâm đại thiện với tâm đại di tác thì tâm đại tác mình miễn bàn tới, nhưng mà ở trong tâm đại thiện thì chỉ có thọ hỷ hoặc thọ xả thôi, chứ làm gì có thọ khổ đó đâu mà mình lo cái chuyện khổ chỉ. Thầy nhớ cái đó, thầy nhiều người cứ tưởng tham nhẫn là mình phải nhịn nhục, không phải. Mình dùng một số cái điều kiện để mình quán xét để cho cái đối tượng đó mà mình phải đối diện đó với những cái tâm thiện. Bởi vì tâm thiện, tâm đại thiện lúc đó nó mới có tâm sở vô sân mà thôi. Thì tâm sở vô sân nó làm cái việc để nó giữ vững cái quân bình trước cái đối tượng mà mình cần phải tham nhẫn. Thì nó mới làm cho cái sự chịu đựng của mình đó, nó không có bị cái những cái phiền não nó chen vô được. Nếu mình làm không đúng cách thì những cái phiền não nó sẽ chung vô, thì cái tâm mình trở thành tâm bất thiện liền. Thì lúc đó không còn là kham nhẫn nữa. Thành ra nên nhớ kham nhẫn nó là chi pháp, nó là tâm sở vô si. Ê, vô sân nha, tâm sở vô sân. Thành ra mình khi nào mình kiềm chế được cái đó trong cái điều kiện đó với cái tâm sở đó nó trong cái tâm đại thiện của mình, có thể là hợp trí hay ly trí tùy theo. Thì lúc đó là chỉ có nghĩa là cái sự chịu đựng mà nó đi nó tốt á, là chịu đựng trong cái thọ xả mà của cái tâm đại thiện đó. Còn nếu mình vẫn còn có thọ hỷ trong đó đó thì có thể là nó có thể nó có một số cái gì nó không có được quân bình trong đó. Thành ra cứ tập để rồi từ từ thấy, chứ còn bây giờ mình cứ tưởng là như mình kham nhẫn với cái tâm nào cũng có thể tập được kham nhẫn, đó không phải. Không phải. Bởi vì cái đối tượng đó làm cho mình khó chịu thì làm sao mình phải, điều kiện của mình á là cái tâm sở vô sân trong cái tâm mà mình nhận được cái điều kiện đó nó sẽ giúp cho mình. Thì khi nó giúp cho mình quân mình được cái chuyện chịu đựng vậy đó thì người ta gọi cái đó là sự tham nhẫn. Mình nhớ chuyện đó. Còn nếu mà mình không hiểu những cái chi pháp hay không hiểu những cái cách để mình hành đó, thì mình hành cái đó không có được. Quý vị muốn biết cái lời giải thích, quý vị vô trong cái phẩm Thâm Mới Sẵn Khả Ni đó, bộ pháp tụ đó, mà phần nó gọi sụt thanh tạ pha chá ni giá đú cả. Thì nó sẽ có cho quý vị thấy cái khánh tị đó. Chứ còn nếu không cứ tưởng nó không phải, cái đó là không được. Mình nhớ cái khánh tị, cái điều kiện của tâm sở vô sân ở trong tâm đại thiện hoặc là tâm đại di tác,
trước những cái đối tượng mà cần phải kiềm chế nó, thì cái đó mới gọi là tham nhẫn. Còn ngoài ra mình làm theo kiểu mình là chưa chắc là một thầy. Dạ dạ con kính tri ân sư. Dạ dạ con thấy khó tại vì cái cảnh nó làm cho mình khó chịu, mình chịu đựng thì nó khó lắm thưa sư, tại vì mình khó chịu mà mình chịu đựng như vậy nó cũng bứt rứt, nó khó chịu lắm mà mình dằn xuống, mình đè xuống thì đè cũng được đó thưa sư, con thấy là đè cũng được, nó còn chút xíu nó cũng qua. Rồi cái mình bỏ qua, mình không có ghi nhớ nữa. Ai con thấy được tới đó. Nhưng mà như vậy nó thấy nó cũng khổ, nó cũng khó chịu cho mình, nên con thấy cái đó cũng không ổn, con không biết làm sao rồi con mới hỏi sư. Dạ. Dạ thưa sư, giờ con xin hỏi thêm cái câu này nữa thưa sư. Con học trong câu kinh Pháp Cú á, là có cái câu ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu giới ô nhiễm nó lên hay hành động thì khổ não nó theo sau, hoặc là khổ, hoặc là ý ô nhiễm thì nó khổ, mà nếu như mà mình ý được thanh tịnh thì nó được ăn vui hay thế thưa sư. Thì con muốn hỏi là khi mà cái ý mình nó khởi lên thì nó dẫn đến cái lời nói hành động là mình tạo cái khẩu nghiệp, là thân nghiệp thiện hay là ác. Như vậy thì con muốn hỏi là nếu mà cái ý nó khởi lên như vậy đó mà mình không có hành động thì nó như là khi mà mình hành động thì nó tạo nghiệp thì nghiệp đó sẽ cho quả, nghiệp thiện ác á, thì nó xấu xấu hay là tốt thì nó cho cái quả vui hay là quả khổ. Thì như vậy nếu như mà cái ý mình khởi lên mà mình không có hành động á, thưa sư, thì nó có quả không thưa sư? Cái ý con học con cũng biết là nó cũng có cái ý nghiệp, nhưng mà cái nghiệp ý đó nó có cho quả không thưa sư? Dạ thưa sư, sư giảng cho con cái chỗ này thưa sư. Dạ con xin dừng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, ý dẫn đầu các pháp, ý là cái tâm dẫn đầu các pháp, tức là các tâm sở đi theo nó, nhớ chuyện đó. Thành nên nếu mà cái ý là một trong 12 tâm bất thiện, tức là nó có 27 tâm sở đi theo nó, mà cái ý ở đó là cái tâm đại thiện thì nó có 33 mà 44 cái tâm sở đi theo nó. Đó. Thành ra khi mà mình có ý và có 27 cái tâm sở đi theo mình, nó là một trong 12 cái tâm ở trên, 12 tâm bất thiện thì nó có 27 tâm sở đi theo nó, thì trong 27 tâm sở theo nó vẫn có cái tâm sở tư, là nó thành ra nó vẫn có cái nghiệp trong đó rồi. Thì làm sao mà ấy nó vẫn cho có thể cho quả chứ, bởi vì ý nghiệp mà không cho quả sao được đó. Còn nếu mà mình làm nữa thì cái vừa ý vừa thân vừa khẩu nữa thì mình biết rồi cho nhiều hết. Mình nhớ chữ pháp chỗ đó là chỉ cho tâm sở. Nó ý dẫn đạo pháp, tức là tâm nó phát sanh có những tâm sở đi theo nó, thì mình sẽ thấy ra những cái chuyện mình làm nó dính vô những cái chuyện đó. Bởi vì một khi mà mình không dừng được thì dầu trong cái ý không, nó vẫn có khả năng nó cho quả như thường. Cái gì coi trong 121 cái tâm để rồi để coi một trong 12 cái tâm ở trên mà với tâm sở đi theo nó cho 7 cái quả, không thấy à? Lúc nào cũng cho quả, thế đừng có nghĩ rằng à, mình nghĩ không rồi nó không có quả, vẫn có quả như thường. Nam mô Phật Thầy. Dạ 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 con kính chị ân sư. Dạ con hiểu rồi sư. Dạ học thì cũng cũng phải có sư
giảng dạy thêm rồi con mới hiểu. Chứ đọc cái câu đó rồi cái nghiệm hoài, ngâm ngâm hoài. Dạ. Con xin mời quý đạo hữu trong đạo tràng ạ. Dạ, không có điện thoại, không có thấy được ai hết trơn, không biết trong room mình có huynh tu học Phật pháp không. Dạ, hành kiểm xin kính mời huynh tu học Phật pháp, tại vì cái sự hiểu biết của huynh đó cũng dẫn dắt được cho những người sơ cơ như hành kiểm. Và tại vì khi mà huynh đặt câu hỏi lên đó trong đạo tràng đó, không biết hành kiểm nghĩ chắc mọi người khác cũng như hành kiểm thôi, là học được rất là nhiều. Tại vì có những cái con hiểu mà không biết hỏi, có những cái cũng chưa có hiểu tới, mà khi mà huynh đặt câu hỏi lên đó, thì hành kiểm nắm bắt được liền. Thành ra hành kiểm cầu xin huynh tu học Phật pháp, nếu mà có trong room đó, thì xin huynh vào đạo tràng và để đặt câu hỏi để cho sư chỉ dạy. Dạ, nếu mà có thì hạnh kiểm xin mời sư ạ. Xin mời sư huynh ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, nam mô Tam Mạt giả, nam mô Sang Khai giả. Và con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con đảnh lễ Tiêu Tôn Đức Tăng, quý cô tu nữ, và mến chào các anh chị đạo hữu ở trong room. Dạ, thưa sư, hồi nãy con thấy có cái câu hỏi của một cái nick gì đó, con cũng quên cái nick đó, nhưng mà nói về cái sanh hữu, thưa sư, cái sanh hữu với cái nghiệp hữu. Thì con nhớ là cái sanh hữu nó chẳng qua nó là cái tên khác của cái thức, cái nghiệp hữu nó là cái tên khác của cái hành, đúng không thưa sư? Trong 12 duyên khởi á, thì ở cái giai đoạn đầu á, thì hành duyên cho thức, tức là nghiệp thì nó duyên cho cái thức tái sinh. Thì ở cái giai đoạn sau á, thì là thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho thủ. Như vậy thì cái mà sanh hữu là tương đương, là có một số trong cái chú giải của các cái vị giáo thọ thì nói rằng là cái sanh hữu á, thì nó tương đương như là cái thức, mà cái nghiệp hữu thì nó tương đương như là cái chi hành, đúng không thưa sư? Dạ, con gửi mít cho sư xác nhận về cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy giả, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong chú giải giải thích vô minh ái thủ được xem là phiền não luân hồi, thì cái nghiệp hữu đó nó chỉ là nửa chi, 1/2 của chi hữu mà thôi. Nghiệp hữu đó 1/2 chi rồi. Và cái hành được gọi là nghiệp luân hồi đó. Nó. Còn cái sanh hữu đó, nó là 1/2 của chi hữu mà thôi. Thành ra chúng tôi mới, hồi nãy chúng tôi mới nói là mình phải biết nó nằm chỗ nào là vậy đó. Chứ nó không phải là nguyên cái đó. Quý vị nên nhớ nó không phải là nguyên cái đó. Nha. Thành ra khi họ chia, trong này họ chia có nhiều cái rất là, nghĩa là đọc vô nhức đầu luôn chứ không ấy. Thành ra mình phải biết. Bởi vì chúng tôi lặp lại là cái duyên hệ này nè. Với cái duyên khởi đó, thì cái duyên hệ nó bao gồm nhiều chuyện. Nhưng mà cái duyên khởi chỉ tính từng sát na tâm mà thôi. Thành ra cái khó nghĩa là tính, mình phải hiểu rõ ràng tâm tâm sở với sắc nằm chỗ nào thì mình mới tính được cái duyên khởi. Nhưng mà cái duyên hệ thì nó tính là một lần nhiều sát na tâm. Tiếng từ thí dụ nãy là nhiều sát na tâm, thí dụ như là ngũ môn hướng tâm thì chặt hữu huynh gian rồi sẵn bạch cha ná đó, thì mình phải biết cái liên hệ của những cái đó. Phải khi mà cái nhận thức nó phát sanh đó, nó phải có đối tượng, thì đối tượng nó được bao nhiêu chuyện để nó nói. Cái dựa vào cái sắc thần kinh nhãn đó thì nó dựa vào bao nhiêu chuyện để nói. Rồi phía trước của nó đó là cái tâm mà ngủ mô hướng tâm đó, nó có bao nhiêu chuyện để nó tác động vô cái tâm nhận thức. Thì nó có rất nhiều chuyện trong đó đó. Đó. Thành ra khi nào mình chỉ nói duyên khởi không là phải nói trong một sát na tâm. Thì trong một sát na tâm đó, chú giải chỉ giải thích đó, cái nghiệp hữu đó, nó chỉ là 1/2 chi của hữu mà thôi.
nó mình học, mình nói học cái hữu, thì hữu trong một chánh tâm nó như thế nào, cái gì đọc cái gì thấy, và cái hành đó nó sanh hữu thành ra cái nghiệp hữu là một hai chi của hữu, còn cái sanh hữu đó cũng bằng một phần hai chi của hữu nữa, thành ra cái hữu nó mới có là nghiệp hữu và sanh hữu là vậy. Nó chỉ là một nửa cái pháp trong trong cái sách na tâm đó mà thôi, mỗi thứ vậy đó, chứ nó đâu có phải là nhiều đâu. Nó thành ra khi mà xét trong duyên khởi là mình phải nắm chắc chắn là cái nó nằm chỗ nào, trong sách na tâm nào, chứ không phải là nó có nhiều cái nó không đủ ba cái chuyện này, phủ sanh ủ gì đó, nó không có đủ, nó nằm trong những một số cái loại tâm thì nó có đủ, mà nó đủ nó cũng chỉ là một nửa thôi, chứ nó không đủ hết đó. Còn cái nào mà nó không đủ thì mình tìm hoài cũng không ra, ví dụ như những tâm quả đó làm sao đủ được, ví dụ như tâm nhận thức đó, bây giờ cái tính đi vô minh không có, hành thì có. Thì cái gì nó duyên cho hành thì mình phải tính là cái đó, muốn biết cái đó, cái chỗ tâm, cái chỗ sanh ra nhận thức đó thì mình phải tìm qua duyên hệ nữa thì mình mới rõ, còn nếu mà duyên khởi không thì nhìn không có rõ, bởi vì nó không có đầy đủ những cái điều kiện để cho mình nhìn đó. Nó mô bích thầy giá. Nam mô Bụt Thà, dạ, dạ, con kính tri ân sư về cái lời dạy vừa rồi, dạ, dạ, như vậy thì con gác cái vấn đề đó qua, dạ. Thưa sư, con nêu lại một cái vấn đề, tức là con lấy lại cái bài kệ Pháp Cú 170, là hãy nhìn như là bọt nước, hãy nhìn như là cảnh huyễn, nhìn đời như vậy, thần chết gặp, dạ, thì cái chữ cảnh huyễn, thì như là lần trước là sư có trình bày rồi đó, con copy cái câu Pháp Cú 170 lên rồi đó. Cái chữ mà Manchika này đó là cảnh huyễn, thì sư có nói là ví giống như là cái ráng nắng, khi mà mình đi ở trời nắng mình nhìn ở xa mình thấy nó bốc cái hơi lên, nhưng mà mình lại gần thì nó không có, đó là huyễn cảnh. Còn cái chữ đời ở đây nó là lô căn này đó, có nghĩa là ngũ quẩn. Như vậy thì theo cái bài kinh này á, là quán ngũ quẩn như là cảnh quyển, quán ngũ quẩn như cảnh quyển, mà ngũ quẩn thì nó lại là khổ đế. Như vậy không phải, như vậy chẳng lẽ rằng là khổ đế là cảnh quyển, mà nếu khổ đế cũng là cảnh quyển thì cũng là quyển hay sao? Mà khổ đế là quyển, tập đế là quyển, thì như vậy thì mình phải hiểu chỗ này như thế nào, thưa sư? Dạ. Tại vì như hôm trước thưa sư có nói rằng cái chữ lô cá ở đây đó, đó là năm quẩn, mà theo như cái bài kinh này á, thì quán nhìn đời như là cảnh quyển, có nghĩa là quán năm quẩn như là cảnh quyển, cũng có đồng nghĩa là quán khổ đế như là cảnh quyển, thì cái chỗ này mình nên hiểu như thế nào, thưa sư? Và con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy rõ ràng về cái vấn đề này. Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ, kính bạch chư tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự mình nhìn cái ngũ quẩn như cảnh quyển có nghĩa là mình nhìn trong cái, mình thấy cái sự sanh diệt của nó là như là không có, hoặc là cái sự sanh diệt của nó là khổ hay là nó vô thường, là nó có ba cái chuyện để mình quán cái cảnh này. Thì ra chữ quyển ở đây đó là tùy người, ví dụ cái người đó đó mà quán cảnh quyển thấy là vô ngã, tức là thấy không có, nó có cái bản của nó không có, chứ không không phải là nó không có cái bản chất của cái lô cả này nè. Còn có người thấy có cái lô cả này là khổ, khác anh đọc cái câu kinh Pháp Cú 170 này đó, mình phải dựa vào số cái duyên hệ của nó để mình coi cái ông đó, ông nghe xong ông đắc cái đạo quả với cái thấy vô thường, thấy khổ não hay thấy vô ngã. Chứ không bao giờ mà mỗi một cái nó khác nhau nó ở cái chỗ đó, chứ không ai nó giống. Thành ra khi mình quán đời đó, nghĩa là quán để thấy cái ngũ cái danh sắc này đó, nó là một cái gì mà quyển ảo quyền gì tìm không có. Thành ra nó từ đó đó, thành ra nó mới nói là
hãy nhìn như bọt nước là sao? Tại bọt nước mình thấy cái bọt nước nên ví dụ lên cái là nó nổ bụt, nó biến mất liền, chứ đâu còn bọt nước nữa. Thì mình nhìn cái này cũng giống như cái bọt nước vậy đó, mà bọt nước này được ví ở trong cái câu kinh này gọi là cảnh quyển, tức là cái cảnh đó đó, nghĩa là giống như chúng tôi nói là mình nhìn xa trên cái đường lộ mà trời nắng là thấy cái bóng bóng đó, chứ nó không phải, nó không phải giống như cái mình thấy. Thì là mình làm sao mình nhìn cái quyển của mình, cái danh sắc này nó giống vậy đó, tức là nó có cái thân này với thật thật nhưng mà nó không có. Có nhưng mà thật sự là nó không có, nó có theo chế định mà thôi, chứ thật sự ra theo cái thực tính pháp nó không có. Bởi vì nếu mình nói thực tính pháp là gì, là danh sắc, tức là nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt liên tục, làm ra mình gọi nó là cái gì. Thế nên mình phải cái chế định là đời, là mình nói là con người, ông già bà già hay là này kia không, chứ nhưng mà mình nhìn theo cái thực tính của nó là nó không là gì cả đó. Anh đã chữ quyển ở đây đó là giống như cái mà mình nhìn mình thấy nó vậy, nhưng mà nó không phải vậy, nó không có vậy, nó thật sự là nó không có, chứ không phải vậy, nó không có. Anh đã nhìn mình thật sự ra mình đó, ở những người nào ở trong những cái điều kiện mà pháp hành tới cái mức nào đó thì cái câu này rất là sáng sủa đối với họ, chứ còn đứa mình mà suy nghĩ để mình tìm nhân từ mình giải thích nè, thành nên nó thành tối thui luôn. Nam mô Bích Thai Giá. Nam mô Bích Thai Giá. Và cái câu cái chỗ mà sư nói rằng là cảnh huyễn mà thật ra nó không có, nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ là sẽ dễ bị hiểu lầm rằng là quán năm quẩn như là không có. Tại vì ở đây chữ lô cá là năm quẩn, mà quán nhìn đời như quyển, mà như sư nói rằng là quyển là nó như là không có. Như vậy thì không lẽ là năm quẩn là pháp có thật mà thưa sư? Năm quẩn là pháp thực tánh mà. Đó là pháp thực tánh, đó là pháp có thật. Mà bây giờ nếu mà mình nói rằng là quán năm quẩn như là không có, thì như vậy là khổ đế không có. Mà khổ đế không có thì tập đế không có, diệt đế không có, đạo đế cũng không có. Thì như vậy nó nguy hiểm quá. À, như vậy thì chỗ này con muốn xin sư là giải nghĩa, mình nên hiểu cái chữ huyễn này á, là không thật có hay là không có. Dạ, hai cái này nó khác nhau thưa sư. Nếu mà mình hiểu chữ huyễn này mà như là nó không có thì thành ra là khổ đế không có, tập đế không có. Tại vì cái nào nó cũng nằm trong năm quẩn hết. Dạ, con kính gửi mít để cho sư chỉ dạy ở cái chỗ này, nó tương đối là nó vi tế, dạ, nó tinh tế. Dạ, con gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Giống như chúng tôi thí dụ như quý vị đi trên đường ngoài trời nắng, quý vị thấy cái cảnh phía trước, cảnh nó có hay không à? Dạ, cảnh nó có hay không? Mà nó không có cũng không được. Mình thấy bằng mắt mà đàng hoàng mà. Cũng như cái, nếu mà coi mấy cái anh mà đi qua sa mạc đó, trời trưa nắng thấy phía trước giống như là có nước, mình tới đó đâu có nước. Đó. Mà bây giờ đó thật sự ra đó, mình dùng cái danh từ của người đời mình tìm để diễn tả của nó rất khó. Chúng tôi không phải là nhà ngôn ngữ học nên đó, chúng tôi chỉ có thể diễn tả bằng cách thí dụ như một số chuyện vậy thôi. Chứ câu hỏi thật sự có hay không có, thật sự ra mình nó không có cũng không được, mà mình nó có càng chặt thêm, thấy không? Đó. Như chuyện gì là vậy thôi. Ở đây nếu mà huynh có học giỏi về tiếng Việt nhiều đó, hay tiếng Hán Việt đó, tìm một cái danh từ nào đó mai mốt dịch lại mấy cái này đó, giúp cho nhiều người được lắm. Chúng tôi rất dở tiếng Việt cũng thôi, thành ra có nhiều cái mình không hiểu được, chứ không phải giỡn, mà tìm một cái ngôn từ nào đó để mình có thể mình giải thích cho người ta rất là khó khăn. Ở đây là nếu mà huynh vô rung huynh thấy thường chúng tôi lâu lâu cái giống như cà lâm là vậy đó, tìm cái chữ nó không có ra. Mình hiểu nó vậy nhưng mà mình tìm cái chữ để giải thích cho người ta tìm không ra đó. Thành nó phải tìm những cái thí dụ vậy đó. Thí dụ như mình đi đường xa, mình nhìn phía trước ra ngoài đường thí dụ quê chạy, nhìn phía trước xa đó, giống như có hơi nước nó bốc là như đó. Rồi hỏi hơi nước nó có không, chính mắt mình thấy mà đó. Thì thường thường các ngày dịch là quyển là vậy đó,
nhưng mà ơi, như thế nào thì chịu chịu thua luôn, tìm cái danh từ chính xác chịu thua luôn. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, giá con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À, như vậy thì cái chỗ này chữ huyễn nó không phải là không có, mà nó là không có thật. Và nó không có thật, chữ chữ nó rõ ràng, con cũng tra cái từ điển, cái chữ là marichika này là ảo ảnh, nó là ảo ảnh, tức là mình thấy nó vậy nhưng mà sự thật nó không phải như mình hiểu. Và chứ không phải là nó hoàn toàn nó không có, tại vì chỗ này mà nếu mà mình hiểu huyễn mà như không có còn nguy hiểm nha. Đúng là nguy hiểm, là tại vì lúc đó là năm quẩn mà không có thì coi như là nó không có tất cả rồi. Và như vậy thì cái vấn đề này con tạm thời gác qua. Như vậy là cũng sáng tỏ được cái chữ huyễn này, mình không nên hiểu là không có. Tại vì khi mà mình nghe nói tới cái chữ huyễn là mình thường có cái khuynh hướng tâm lý là mình cho rằng là cái cảnh đó nó không có, nhưng mà thật ra nó không phải là nó không có, mà nó là không có thật, nó không có đúng như là mình nghĩ. Và con xin tiếp tục đặt cái vấn đề ra là thưa sư. Và con nhớ rằng á thưa sư, là ở trong chánh tạng á nha, cũng có dạy mà quán á, là quán về là vô thường, quán vô thường, rồi khổ, rồi vô ngã, nhưng mà còn cái quán không nữa thưa sư. À, quán cái không nữa. Vô thường, khổ không và vô ngã, có từ Bali đàng hoàng anicca, dukkha, còn chữ không này là anatta và vô ngã là anatta. À, như vậy thì con muốn biết là cái quán không và cái quán vô ngã này nè, nó chắc chắn thì nó không thể nào là giống nhau, tại vì nếu giống nhau thì bỏ đi một cái, đâu có cần phải nêu ra bốn cái. Như vậy thì nó khác nhau ở cái chỗ nào đó thưa sư? Cái là cái quán mà theo cái kiểu là rỗng không là sunyata, là không tánh, còn vô ngã là anatta, thì hai cái này nè thưa sư, làm bán nó khác nhau như thế nào? Quán vô ngã thì sư đã dạy nhiều lần rồi. À, nó không có theo cái ý muốn và cái sự điều khiển của ai, nó không phải là ta, không phải là của ta, nó không có chủ thể, nó không có ai làm chủ nó. À, thì cái đó là sư đã dạy rất là nhiều lần rồi. Còn bây giờ là quán không, đối với một cái pháp mà mình quán không là mình quán như thế nào? À, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái chỗ này ạ. Nam mô Bổn Thầy, gia kính bạch chư tổ hề giả, kính thưa cho quý vị, không có chỗ nào quán vô thường, có chỗ nào quán vô ngã khổ não vậy đó. Quý vị nên nhớ đó, cái pháp hành để đưa tới cái vô thường khổ não vô ngã không gì đó là pháp hành dựa vào danh sắc, nhớ chuyện đó. Mà khi mình quán là mình quán danh sắc, nhưng khi mình thấy là thấy cái gì? Không phải thấy vô thường, không phải thấy khổ, không phải thấy vô ngã, hoặc không phải thấy không, chỉ thấy sanh diệt mà thôi. Những cái trạng thái sanh diệt đó được các bậc thiện trí người ta mới đặt tên. Đối với cái hạng chúng sanh đó đó, khi mà thấy sanh diệt vậy đó là thấy vô thường. Đó là người ta đặt ra để diễn tả cái sự thấy của cái loại chúng sanh đó. Còn cái loại chúng sanh khác khi mà thấy sanh diệt đó, sanh diệt vậy đó, thì họ lại thấy cái đó là cái có chịu đựng, thấy khổ. Thì bậc thị trí người ta cũng đặt tên cho nó khổ để cho những hạng người như vậy chỉ thấy sanh diệt mà cho là sự khổ não. Đó. Hoặc là cũng thấy sanh diệt nhưng mà người ta đặt cái tên cho biết cái đó là vô ngã, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có ai là chủ, cũng không có gì trong đó, bốn năm chuyện đó. Đó. Còn cái sủi na đó cũng vậy, cũng dựa vào cái điều kiện của danh sắc để mình quán, nhưng mà khi quán danh sắc là không thấy sủi na ta được, bởi vì danh sắc nó phải sanh diệt chứ làm sao thấy ra. Nhưng mà chữ sanh diệt đó thì có nhiều một số đoạn trong những kinh điển thì người ta gọi đó là sủi na ta, chứ người ta không gọi là anatta.
đó, là tùy theo trong số cái trong đó mà có những cái điều kiện mà mình chúng tôi học chưa tới nên chúng tôi không 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 thể giải thích nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà nên nhớ cái chuyện đó, mình quán không phải quán để thấy vô thường khổ, vô não, vô ngã không vậy đó. Quán chỉ để thấy sanh diệt mà thôi. Thì tùy theo cái sanh diệt và dựa theo cái bản chất của cái người quán đó, thì các bậc thiện trí ta mới đặt ra cái đó là cái gì. Đặt ra cái tên để gọi đi chi đó. Mà khi được đặt để gọi cái chia như vậy đó, thì cái pháp mà chia nó cũng khác. Thành ra Niết Bàn tại sao nó có ba là vậy đó. Nó lại nó dựa vào cái sự thấy đó đó. Đó. Chứ đâu phải là lúc nào cũng mà giống nhau được, nó không có giống nhau. Thành ra có những cái mà mình hơi khó thấy là những cái chỗ mà do cái người ta mà để chúng tôi coi một số cái chữ Pali chúng tôi ghi đó là nó có giải thích rõ nè, chứ nó không có dễ cho mình. Tại vì thứ nhất là nó không dễ là tại mình đang trên đường mình học chứ mình chưa tới nơi ra, nó rất khó cho mình tìm những cái chữ để mình hiểu nó là cái gì đó. chứ không phải là mình quán để mình thấy vô thường khổ não vô ngã đó. Quán chỉ thấy sanh diệt mà thôi, nhưng cái sanh diệt đó thì được các bậc thiện trí người ta gọi người thấy đó là thấy cái gì, chứ không phải là thấy vô thường thấy khổ vô ngã, không phải, chỉ thấy cái sinh diệt của cái danh sắc đó mà thôi. Đó. Thành ra nó rất là nhiều khê trong cái vấn đề là mình từ cái pháp dùng cái danh từ đi diễn tả cái thành quả của cái pháp hành, nó rất là khó chứ nó không phải dễ. Ngay cả các nhà chú giải là phải dựa vào một số cái chuyện để người ta coi như thế nào ta diễn tả được, chứ đâu phải khi không mà muốn nói sao nói đâu. Mấy cái đó nó rất là khó khăn cho nó không có dễ giống như mình nghĩ đó. Thành ra thật sự vô thường có nở vô ngã chỉ là pháp chế định thôi chứ sao, chứ nó đâu có phải là gì đâu. Thành ra chúng tôi nói là chế định nó có ba bốn chuyện đó. Chế định là có thực tính pháp, có chế định không có thực tính pháp, chế định không nửa thực tính pháp, thì mình phải dựa vào một số chuyện đó để mình giải thích một số chuyện liên quan tới pháp học pháp hành là như vậy, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng là cái không có dính dấp gì tới thực tính pháp hay sao, vẫn có dính dấp cho nhau hết á. Thành ra vô thường khổ nở vô ngã hay không này nó đều là chế định đó, nhưng mà dựa vào cái thực tính pháp tức là danh sắc. Mà cái danh sắc đó người thấy danh sắc kiểu đó thì dựa vào cái bản chất của người đó, dựa vào cái tiền nghiệp, cái thường cận duyên người đó, để ta thấy tại sao có người ta quán ta cũng thấy sanh diệt, nhưng mà ta thấy cái sanh diệt này nó khổ quá. Nhưng mà có người ta không thấy khổ, người ta chỉ thấy là cái này nó bất thường, nó biến dạng hoài, nó sanh diệt. Còn có người ta thấy tại vì mình không có khả năng kiểm soát, nó không có chủ để bắt buộc nó phải vậy, ta thấy vô ngã là vậy chứ. Thành ra đó là những cái mà liên quan tới cái nếu mình nói cái phẩm hạnh hay không phải, cái tiền nghiệp hay là cái duyên nghiệp của cái người đó trong bao đời họ đã tạo dựa vào cái mức sống của họ đó. Thành họ mới thấy như vậy. Thì dựa vào những cái thấy đó thì các nhà thiện trí người ta mới gộp lại, người ta mới đòi định nghĩa cho mình thấy, hay người ta sắp xếp để cho mình thấy bây giờ mình loại ra những cái đó thì mình loại những cái đó đi. Mà mình nên nhớ là khi mình hạ thủ công phu là mình không thấy vô thường được, bởi vì mình quán cái gì mà thấy vô thường, mình quán chỉ danh sắc mà biết nó là cái pháp sanh diệt. Nhưng mà từ cái sanh diệt nó mới lôi kéo mình vào cái đó là vô thường, cái đó là khổ, cái đó là vô ngã. Nó bao nhiêu chuyện vậy chứ, còn nói về cái chân tướng hay là cái thực tướng của các pháp đó thì nó mới lòi ra, chứ không là chỉ sửa cho ta đó. Nhưng mà cái chữ sửa cho ta rất là khó, chúng tôi đọc trong bài kinh Chu Lá sửa cho ta với Mã sửa cho ta là hoài mà không có hiểu không hiểu trong đó không có đề cập tới cái gì nữa đó. Thành ra mấy cái bài nó tương đối như vị thế vậy rồi. Xin ta đi đồng một với thầy vậy. Thank you.
Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính tri ân lời dạy của sư ạ. Như vậy thì cái tam tướng của sư nó là pháp chế định. Nhưng mà cái pháp chế định này rõ ràng là nó có pháp thực tánh, đúng không thưa sư? Ví dụ như là vô thường khổ thì chi pháp của nó là tất cả các pháp hữu vi. Còn vô ngã là kể cả pháp hữu vi và vô vi. Như vậy thì cái tam tướng này á, tuy rằng nó là pháp chế định nhưng mà nó có chi pháp, tức nghĩa là nó có cái pháp thực tánh tương ứng, đúng không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy thêm chút chỗ này ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn và dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nó người ta dựa vào cái thực tính pháp để người ta đặt tên gọi cho cái đó. Chứ nó cũng không hẳn là nó không hẳn là cái đó. Ví dụ như bây giờ đó, người ta mới chế ra cái gì đó thì không ai biết cái đó là cái gì. Nhưng mà thành ra cái nhiều người ta nhìn vô ta nên gọi này là cái này là phải dựa vào cái điều kiện kia. Thì cái này cũng vậy. Nghĩa là ở cõi đời này cái thật sự có đó, thực tính thật sự có sợ phá quá đó là danh sắc. Dưới nước bàn mà thôi, cái đó là sợ phá quá thật, có cái thực tính đàng hoàng. Rồi từ cái đó nó mới đẻ ra mấy cái khác. Nó đẻ ra tại người ta dùng chế định để người ta dựa vào cái kết quả của những cái việc làm đó, người ta mới đẻ ra cái tên đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì mình coi sợ phá quá nó là cái gì? Tâm tâm sở sắc với nước bàn thôi, tức là danh sắc với nước bàn thôi, chứ đâu ngoài ra đâu còn gì khác, thấy không? Nên khi dựa đó nó mới đòi ra tùm lum đó. Nghe, chỉ có diễn tả đó sợ phá quá vậy đó mà Đức Phật đã dùng tới 42.000 bài pháp dài thọ mình học cho tới giờ, chứ đều muốn rụng hết tóc mà chưa hiểu đâu thế. Không có nhiều đó. Bởi vì cái đó là hiểu là khi nào người nào đi tới đó mới thấy mới hiểu được. Còn mình chưa đi tới rồi đâu, mình dựa vào cái sự hiểu biết của người khác để mình hành theo hay là mình học theo thôi. Học theo cái sự hiểu biết của người khác, hành theo cái sự hiểu biết của người khác. Chứ cái đó chưa phải là của mình. Thành ra mình muốn biết cho tới khi nào mình tới đó đàng hoàng thì cái đó là của mình rồi đó, cái thành quả đó là của mình, thì mình mới có thể mình nói nó chứ bây giờ bảo đảm nói là không chính xác rồi. Mình dựa vào một số ngôn từ trong kinh điển dạy, lời dạy Đức Phật các chư thánh hay là những nhà chú giải thì giải thích, mình dựa vào đó để mình diễn tả một số vấn đề thôi, nhưng mà nói chính xác 100% thì không thể nào bảo đảm được đó. Nên ráng cố gắng để tìm hiểu, học hỏi, mà rồi khi nào mình hành cho tới mức đó đó, mình mới có khả năng là mình nói mình thấy mình biết cái đó, chứ còn chưa chắc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân sư ạ. Dạ, tại vì khi mà tìm hiểu về nghiên cứu về thiền quán tứ niệm xứ, thiền tuệ đó, thì có nêu ra rất là chi tiết về cái tướng vô thường, cái tướng khổ và cái tướng vô ngã. Ví dụ như là vô thường thì có bao nhiêu cái trường hợp vậy đó, vô ngã thì có 5 cái trường hợp, khổ thì có 20+ cái trường hợp, con lấy ví dụ vậy. Nhưng mà tuyệt đối không có đề cập tới cái chữ không thưa sư, không có đề cập tới cái chữ không. Nói rất là kỹ về cái tướng vô thường, cái tướng khổ và cái tướng vô ngã, nhưng mà cái tướng sunyata là không có đề cập tới. Dạ, thôi con xin tạm thời gác qua cái chỗ đó. Cái chữ sunyata đó thì nó cũng hơi vi tế ở chỗ này. Thì thưa sư, thì có cái quan điểm cho rằng khi mà nói tới là ba cái dấu ấn, tức là tam pháp ấn đó, đó là vô thường, khổ và vô ngã, tam pháp ấn. Nhưng mà có vị thì lại nói rằng là tam pháp ấn đó là vô thường, bình thường là vô thường, khổ, vô ngã, thì bây giờ là bỏ cái khổ mà là vô thường, vô ngã và niết bàn thôi sư.
là tại vì á, vô thường thì đương nhiên là khổ rồi. Cho nên là ở trong cái vô thường á, nó đã ngầm chứa cái ý nghĩa của cái tánh khổ của cái pháp đó rồi. À, mà khi mà nói tới Phật pháp thì cần phải có thêm một cái dấu ấn là quan trọng, đó là Niết bàn. À, như vậy thì chỗ này chúng ta nên hiểu như thế nào thưa sư? À, tức nghĩa là ý cũng muốn hỏi rằng là có vị thì cho rằng là tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà cũng có những cái cuốn sách ghi rằng tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và Niết bàn. Và cái vị đó giải thích rằng là tại vì ở trong cái tướng vô thường là nó đã ngầm mang cái ý nghĩa của cái tánh khổ của các pháp ở trong đó rồi, cho nên có thể bỏ cái tướng khổ đó ra mà thay vào đó là cái tướng Niết bàn, tức là cái pháp thực tánh là bàn. À, như vậy thì hai cái quan điểm này chúng ta nên hiểu như thế nào? Con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ hiền giả. Xin lỗi quý vị, cho chúng tôi chút để chúng tôi uống nước cái đã. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ hiền giả. Chính thưa cho quý vị, cái quan niệm mà là bỏ kia đâu để nước bạn vô cái đó tào lao nhất, nên nhớ đó, vô thường, khổ não, vô ngã, nó là trạng thái của một số cái thực tính. Nhưng còn Niết bàn là thực tính pháp, thì làm sao mà thế là thế làm sao? Cái gì cứ nghĩ đi không? Đó, vô thường, khổ não, vô ngã là trạng thái của danh sắc. Danh sắc là thực tính pháp, Niết bàn cũng là thực tính pháp, tức là nó cũng là giống như danh sắc. Thì bây giờ mình nói mình thấy mình theo như là mình phải lấy kia bỏ ra vậy. Mình nhớ chúng tôi đã nói là khi mà tại sao gọi thấy vô thường. Nên, mình thấy vô thường là tại vì mình thấy sanh diệt. Tại sao gọi cái đó là khổ? Cũng tại vì thấy sanh diệt. Tại sao gọi là vô ngã? Cũng là thấy sanh diệt. Mà sanh diệt phải bắt nguồn từ đâu? Từ danh sắc. Thì bây giờ mình đi vô mình của nước bạn, mình đem nước bạn mình quán đi. Mình quán nước bạn mình có thấy sanh diệt không? Phải không? Đó. Thì không thể nào đổi về được đó, không thể nào rút ra vô cái kiểu đó được. Mà phải biết nó là cái gì cái trước cái đã. Đó. Mà sở dĩ có cái mà đặt ra vô thường, khổ não, vô ngã là tại vì đặt theo cái điều kiện của cái thiền giả. Thí dụ như huynh có thể quan thấy sự sanh diệt của danh sắc là khổ, nhưng mà đối với chúng tôi chưa chắc. Chúng tôi cũng thấy sanh diệt giống như huynh vậy, mà chúng tôi thấy là vô thường, chúng tôi cũng thấy là khổ, thấy không? Rồi dựa vào cái đó để người ta chế định một số danh từ để ta làm cho người sau này hiểu được. Rồi bây giờ mình cứ tự nhiên mình có những cái quan niệm mà bên lề đường như vậy, rồi mình dùng nó phải làm vậy làm vậy, cái đó là chúng tôi cho là cái đó nó không đúng. Bởi vì cái vô thường, khổ, khổ não, vô ngã đó, nó dựa vào cái trạng thái sanh diệt của danh sắc để người ta chế định ra cái đó, dựa theo cái điều kiện của cái người hành cái pháp đó. Đâu phải là ai thấy sanh diệt cũng thấy vô thường đâu, phải không? Có người thấy vô thường nhưng người khác có thấy vô ngã, hoặc người khác là thấy khổ, chứ đâu phải ai cũng thấy đâu. Thành ra mình đem đó mình thế vô là tới từng nữa nó tùm lum bao nhiêu vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư. Nhưng mà rõ ràng là ở trong
các cái pháp quán, là con nhớ rằng là có một cái pháp quán là quán về Niết Bàn, quán về cái đặc tính của Niết Bàn. Có một cái pháp quán về đặc tính của Niết Bàn, cho nên rằng là tất nhiên rằng là chỉ là pháp quán, cái này là chỉ là quán ở trên cái chế định thôi, chứ không thể nào mà quán ở trên cái pháp thực tánh được, tại vì đâu có chứng được là Niết Bàn đâu mà thấy được pháp thực tánh. Thì cái đó là con nêu ra là có một cái quan điểm người ta đưa là như vậy, quan điểm đó người ta đưa ra là như vậy, tức là người ta nói rằng là trong cái tướng vô thường là đã ngầm có cái tướng khổ rồi, cho nên rằng là để chữ vô thường, sau đó là vô ngã, và một cái dấu ấn khác của cái Phật pháp đó là cái pháp Niết Bàn. Thì đó là một cái quan điểm con nêu ra, thì là như là sư vừa mới dạy, con kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi. Thì cái quan điểm đó đó thưa sư, cái quan điểm đó đó là người ta đưa ra như vậy đó thưa sư, là người ta dựa trên một cái cơ sở là như vậy thưa sư. Tức là người ta nói rằng là mình sẽ ở trên cái pháp hữu vi, mình quán cái tánh vô thường và cái vô ngã, mình nương vào cái tướng thường và cái tướng vô ngã đó để mà mình đi được là cái tánh mà nó không sanh không diệt, là bản chất, nó là cái bản chất của các pháp. Tại vì các pháp vô thường và vô ngã có nghĩa là pháp nào nó cũng do nhiều nhân duyên nó kết hợp, nó hòa hợp lại. Nó nhiều nhân duyên nó kết hợp, nó hòa hợp lại. Thì khi mà các pháp mà nó do nhiều nhân duyên nó hòa hợp lại đó thưa sư, thì như vậy thì cái pháp đó người ta nói rằng là như vậy thì dựa trên cái tánh mà gọi là duyên khởi như vậy đó, thì quán ở trên cái tánh duyên khởi đó đó mà người ta có thể là gọi là gì ta, kinh nghiệm được cái bản chất là không sanh mà không diệt. Thì con không biết cái vấn đề này nó có nằm ở trong cái chánh tạng hay không, và kính xin sư là mở lòng nói rõ hơn về cái vấn đề này để cho hàng Phật tử chúng con có được cái nhìn nó đúng đắn. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Niết Bàn trong Thanh Tịnh Đạo nó có 70 mấy tên nữa. Thì người ta lấy những cái tên đó để người ta làm đề mục cho thiền chỉ, chứ không phải là thiền minh sát, ngục thiền chỉ. Bởi vì thì vừa vào cái chế định để người ta bà đi cầm mát à. Đó. Thì quý vị là trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói. Nhưng mà cái người mà hành thiện minh sát thì không thể làm được. Bởi cái Niết Bàn đó, cái bản chất của nó không phải là hiện thế, mà nó là siêu thế. Tức là nó nằm ngoài cái điều kiện, cái điều kiện hiểu biết của người thường. Thành nó bây giờ mình nói mình thay, nó thay gì, thay gì, quán gì cũng không được hết. Bởi vì mình có biết nó là gì đâu mình quán. Còn sẽ dĩ vô tình con não vô ngã đó, mình thấy được cái vô tình con não ngã, tại vì mình quán danh sắc là cái mình thấy được, cái mình nghĩa là đụng chạm được. Còn cái Niết Bàn dầu thấy cũng không đụng chạm được mà. Thì bây giờ mình nói mình lấy cái đó để mình quán là quán cái gì, vấn đề là làm chỗ đó. Thường thường đó, dầu hành thiền minh sát đi nữa thì cái pháp quán đó vẫn dựa lên cái thực tính pháp, mà có thể nghĩa là nếu mình nói đụng chạm thì mình đụng nhanh, đụng sắc, đụng theo cái kiểu đời, chứ mình nói đụng thật sự cũng cái, nhưng mà cái trí tuệ có thể thấy được. Còn cái nào khi nào mà mình đi tới cái nơi đó là tốt trên kia kìa, nghĩa là tới cái chỗ gọi Akaliko rồi mình mới thấy được Niết Bàn, thì làm sao bây giờ từ đây tới đó mình lấy gì quán, mình đợi quán Niết Bàn. Mình thấy nên thực tế một chút chứ, mình không biết nó là gì, mình chưa thấy nó, bây giờ mình đợi quán nó là quán cái gì.
Còn cái vô thường khổ nở vô ngã đó, mình muốn thấy được cái đó thì mình phải quán cái khác, chứ không phải quán nó. Quán cái khác là quán danh sắc, để thấy được cái vô thường khổ nở vô ngã, chứ không phải quán vô thường khổ nở vô ngã để thấy danh sắc nên nhớ gì nữa. Còn cái niết bàn mình không thấy được, mình thấy quán được, mà nó quán niết bàn là trật lất rồi, không thể làm được. Nam mô Bích Thầy á. Bút Thà Giác, dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Xin mời các anh chị đạo hữu khác nêu các cái vấn đề lên ạ. Xin mời các anh chị. Tôi dừng lại một chút để cho các anh chị có thể gõ lên đó. Còn nếu mà tôi hỏi liên tục các anh chị khác không có kịp mà gõ lên. Con kính mời sư nước. Rồi, như vậy thì chưa có ai nêu câu hỏi gì hết. Thì con tiếp tục để đừng có phí cái thời gian của sư ạ. Như sư nói là danh sắc á, mình thấy cái sanh diệt là mình thấy trên danh sắc, nhưng mà thật ra mà nói thì danh sắc cũng không thể nào mà mình chạm tới nó được nữa thưa sư. Tại vì nó sanh diệt quá nhanh đi. Có thể nói rằng là các pháp á, nó chưa từng là nó, tại vì nó sanh lên là nó diệt liền. Như vậy thì mình luôn luôn mình nhận biết được, đại sư cũng có dạy nhiều lần á, là hiện tại của quá khứ, rồi hiện tại rồi tương lai của hiện tại. Thì đối với phàm nhân thì không thể nào thấy được cái hiện tại của hiện tại. Thì như vậy rõ ràng nếu mà không thấy được cái hiện tại của hiện tại thì rõ ràng trên lý mà nói là chúng ta không thể nào chạm được, chúng ta không thể nào gọi là kinh nghiệm thực sự lên cái thực tính pháp. Như vậy thì ngay cả cái thực tính pháp của danh và sắc ấy, mình cũng không thể nào mà mình thật sự mà mình nhận biết được lên chính nó được. Mà mình cũng chỉ là nhận biết nó qua cái chế định mà mình học về cái danh pháp và cái sắc pháp đó mà thôi, chứ không riêng gì niết bàn. Dạ. Như là sư nói như vậy thì đâu phải là chỉ có niết bàn là mình mới không có chạm được, mà ngay cả cái thực tính pháp của mỗi một cái sắc pháp và danh pháp mình cũng không thể nào mà mình chạm trực tiếp vào nó, bởi vì nó sanh diệt nhanh quá. Như vậy thì nếu như vậy đó sư, thì con đặt ra một cái câu hỏi, một cái vấn đề đó là gì? Như vậy thì liệu cái ý thức của một con người bình thường, ý thức của một con người đi, của một chúng sinh, liệu có thể mà chạm được trực tiếp vào cái pháp thực tánh hay không? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Trong một số điều kiện mà cái sắc nó phát sanh được, còn người ta vẫn có thể thấy được chứ không phải là không thấy được. Cái gì nên nhớ trong thực kinh, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, hỏi người ta quán gì sắc, người ta quán sắc gì? Sắc phát sanh do tâm mà thôi, các loại sắc khác là không thể thấy được, không thể quán được, tại lý do là nó sao nó sanh diệt quá nhanh và nó sanh trong từng sát na tiểu của cái tâm. Còn cái này sắc phát sanh do tâm là nó sanh diệt theo lộ trình tâm, nhớ vậy đó. Thành ra người ta không thể thấy trong lúc mà nó nghĩa là nó chào, phát sanh để tấn dụ rồi đập, thì cái sát na phát sanh và sát na đập khó thấy được, nhưng mà khúc giữa thì không thấy được. Đó là lý do tại sao mà người ta dựa vào một số cái điều kiện gì đó, bởi lộ trình tâm diệt là nó diệt, thành ra người ta có những cái sắc mà phát sanh vào tâm đó được sử dụng trong hầu hết là kinh Tứ Niệm Xứ để người ta quan sát ta thấy sanh diệt được. Nhưng mà hỏi mà thấy có thể nghĩa là xúc trực tiếp được không thì chắc chắn là không, bởi nó quá nhanh. Nhưng mà cái trí tuệ mình cũng đủ nhanh để thấy, bởi vì trí tuệ đi theo lộ trình tâm, là những lộ trình tâm đó nó có
là phát sinh một số cái sắc sắc tâm được. Thành ra người ta hành để người ta thấy cái chỗ đó, để người ta thấy được sự sanh diệt. Chứ quý vị có thể nghiên cứu lại về kinh Tiêu Xứ, không có chỗ nào mà quán về sắc nghiệp hay quán về sắc vật thực hay sắc thời tiết cả. Đó. Thí dụ như mình muốn quán cái sắc nằm đi, thì đầu tiên sự suy nghĩ sẽ nằm phát sanh. Cái này trong kinh điển nói đạo hoàng. Thì sự suy nghĩ đó là phát sanh chất gió. Chất gió ở đây mình nói dùng cái chế định là chất gió, nhưng mà thứ đó là sắc. Sắc phát sanh từ chất gió, sắc phát sanh từ tâm. Nó chuyển động nhanh quá, người ta gọi gì giống như gió vậy đó. Thì mình vẫn thấy được, nhưng mà trí tuệ mình phải mạnh mới được. Còn trí tuệ mình nó giống như người bệnh, như của mình thì thấy chưa được, phải hành đi thấy rồi mới thấy ha. Đó. Chứ không phải lúc nào không phải cái sắc nào cũng thấy được, nên nhớ vậy. Cái danh thì miễn bàn hay đừng nói, danh thì có chỉ có trí tuệ của Đức Bổn Sư thôi. Thành ra nó tứ quý vị vô trong chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ coi phần tứ quan nghi nó giải thích như thế nào, rất rõ ràng là cái vụ đó. Chất gió chuyển động như thế nào để mình gọi là mình đưa tay lên chất gió chuyển động nào, rồi có điều giải thích hết, bởi vì đó là cái chất gió phát sinh cho tâm. Thì người ta vẫn thấy được chứ không ai không thấy được, thấy bằng trí tuệ chứ không ai thấy bằng mắt. Mình nhớ chứ họ thấy bằng mắt thì không thấy được đâu. Thành ra những cái điều kiện đó đó được thấy bằng trí tuệ, mà phải qua một chiều dài tu tập chứ không phải rồi vô là lấy được mà không chắc đâu. Đâu vậy, danh pháp thực tánh nó có thật, nhưng người ta dùng chế định để người ta diễn tả thì mình chỉ thấy ấy thôi, chứ hỏi nếu mà nó không có thật thì Đức Phật dạy trong Di Dụ Pháp ngày dạy tâm tâm sở sắc niết bàn sẽ được. Nó là thực tính pháp đàng hoàng, nó có bốn loại thực tính pháp: tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Có bốn thực tính pháp đàng hoàng chứ. Nhưng hỏi ấy rõ ràng những cái đó thì Đức Phật thấy mới dạy mình chứ. Nhưng mà cái trí tuệ mình cỡ nào mình muốn thấy cái đó thì tới nhất, ít nhất cái trí tuệ đó cũng phải cỡ như của ngài Sariputta, có thể đếm giọt mưa được chứ. Trí tuệ mình á, nó chậm còn hơn cái gì nữa mà mình muốn thấy, thì mình ta đang phải thực tập trong nhiều đời nhiều kiếp là để thấy là vậy. Nó điển là thực tính pháp chứ làm sao không tìm được pháp được. Mà điều thứ nhất là về cái diện tích thì nó rất là nhỏ. Mà giờ cái đời sống của nó rất là ngắn, nó mình không thấy, không thấy được. Mình chỉ thấy một số cái điều kiện để mình biết cái đó là cái gì thôi. Cho hỏi mình thấy thì sao không thấy? Danh pháp, thực tính pháp đều phải là cái gì có thật chứ thời dài được đàng hoàng trong kinh điển mà Đức Phật dạy chứ đâu. Cái đó là Phật ngôn mà. Nói hơn, mình nói hơn không có đâu được. Phải có đàng hoàng. Và trong khoảng 2600 năm nay có rất nhiều người ta đã thấy chứ đâu phải không thấy được. Nếu không thấy cái đó làm sao đắc được Bậc Thánh được. Mình chưa đắc được Thánh là mình còn nghi ngờ, chứ người ta đắc Thánh là đâu đi nghi ngờ. Quý vị có thấy trong bài kinh nào là trong thể ra cà thả, thể đi cà thả có câu hỏi nào mà sắc là gì mà sao tôi không biết không? Đấy là... người ta kể người ta thấy cái gì người ta đắc, ta kể thấy cái gì thế nào người ta đắc đó, thì vô coi hai bài đó là biết. Biết những cái mình đang học ở đây là thật sự là có hết. Nhưng mà cái trí tuệ mình nó quá bi đát nên mình chưa thấy thôi. Nhưng mà từ từ lộ dài A Tăng Kỳ nó có thể thấy không chị? Nam Mô Bích Thầy á. Nam Mô Bích Thầy dạ. Dạ đúng rồi thưa sư. Pháp thực tánh à. Tâm tâm sở. Sắc pháp là pháp thực tánh thực. Nhưng mà con nói tới đây á, thì con lại bị nhớ tới cái bài Pháp Cú 170 hồi nãy nữa. Và cái bài Pháp Cú 170 hồi nãy thì Đức Phật nói rằng là hãy quán năm uẩn như cảnh quyển.
Như vậy thì cái có thật, cái mà mình gọi là có thật của tâm tâm sở và sắc pháp, tức nghĩa là năm uẩn, tâm tâm sở sắc pháp cũng là năm uẩn. Mà theo bài kinh 100, theo cái đoạn kệ 170 đó là phải thấy năm uẩn như cảnh quyển, mà cảnh quyển là cảnh không có thật. Bây giờ rồi thêm một cái trong cái bài kinh là cách cha gia ná gót tá xuất tá, thì Đức Phật nói rằng là nếu mà mình thấy cái thế giới này á, mà mình cho rằng là tất cả là có thật á, mình rơi vô một cái cực đoan. Nhưng mà mình cho rằng á, là không có, mình rơi vô một cái cực đoan thứ hai. Và còn nhớ cái câu đó, tức là cho tất cả là có này các cha gia ná thì rơi vô cái cực đoan. Nhưng mà cho tất cả là không có thì lại rơi vô một cái cực đoan. Như vậy thì cái trung đạo ở đây đó là duyên khởi. Trung đạo ở đây nó là duyên khởi. Hình như là cái chỗ mà như vậy thì cái tâm sở sắc pháp đó, thưa sư, nó có thật nhưng mà mình có thể nói nó có thật mà như quyển được hay không, thưa sư? Đó, con chỉ muốn hỏi chỗ này là như vậy thôi. Thì tại vì con nương vào trong những cái lời dạy của những cái bài kinh trước đó, thì như vậy thì đúng theo vi diệu pháp thì tâm sở sắc pháp là pháp có thật, nhưng mà theo bài kinh 170 thì pháp có thật cũng quán là như quyển, mà quyển là thấy vậy mà nó không phải như vậy, mình nghĩ nó như vậy nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Như vậy thì có thể nói rằng là tâm sở sắc pháp nó có thật nhưng mà nó có như quyển, có được không, thưa sư? Dạ, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Tà Giả Kính Bạch Chư Tôn Hiện Giả. Kính thưa chư quý vị, nó có thật nhưng mà tại sao mình phải nhìn nó như quyển, là tại vì nó có thật nhưng mà nó muốn có được cái thật đó là nó phải dựa theo một số cái điều kiện của nó. Cái điều kiện đó gọi duyên hệ hay là duyên khởi đó. Thành ra nếu mình nói nó có thật mà mình không thấy được duyên hệ duyên khởi của nó, tức là mình nghe sai lầm. Bởi vì nó có thật, thành ra nó mới tự mới có thể nghĩa là sanh diệt nhanh tới cái độ mà con người ta không thể nào thấy được. Mà khi nó phát sanh là nó tạo ra một số cái điều kiện, nhờ vào những cái điều kiện đó là nó thành một số cái chuyện là người ta dùng cái chế định để người ta gọi nó. Ví dụ gọi là người, gọi gạo đầu mặt y, gọi ông sư đồ này kia ông sùng, thật sự nó chỉ là danh sắc thôi, phải không? Nhưng mà mình không có khả năng để mình thấy những cái điều kiện tại sao cái danh sắc đó nó tồn tại như vậy. Đó. Ngay cả mình sống trong đời hàng ngày đó, mình cứ nghĩ là ôi tôi là người chứ phải sống khoảng 75 tuổi theo thời vào thời buổi này, cái đó là cực đoan gì nữa. Nó sống theo điều của nó, điều kiện của nó dài thì nó sống lâu, mà điều kiện nó ngắn là nó chết sớm. Đó. Nhưng mà tại vì cái điều kiện và cái sự kết hợp của nó quá nhanh, thành người ta không thấy, người ta mới suy nghĩ tầm bậy. Chứ nếu mình thấy rõ ràng nó, nhìn vô là thấy nó sanh diệt vậy thì không ai chấp gì hết á. Bởi đó là sự thật. Còn mình chưa thấy sự thật nên mình mới chấp. Mà khi mình chấp là mình không muốn tiếp tục cái điều mà Đức Phật dạy, rồi tiếp tục để thấy cái mà nó không giống như cái mình chấp thì sao, thấy không? Thành ra nó có đó, nhưng mà nó được cái đó là phải do một số cái điều kiện. Thành nếu mình thấy được cái điều kiện đó thì mình coi nó là như quyển, tức là có như không có, mà nó có đó. Nhưng mà nó nhờ vào cái điều kiện để nó có. Chứ nếu không có điều kiện thì ấy thì mình có thể nói nó có nhưng mà như không có là vậy. Bởi sao, tại sao Đức Phật không dạy mình nhìn cái khác mà dạy mình nhìn cái đang có trong người mình? Bởi vì nó có như không có nên mình mới nhìn nó như quyển được chứ. Chứ nếu mà nó có, thật sự có, mình nhìn như quyển sao được? Mà cái câu Đức Phật dạy đâu phải bây giờ tới giờ nó biết bao nhiêu người đã đắc đạo đắc quả nhờ câu đó, là gì? Người ta thấy đó vô quyển, ta đã đi xa rồi, thấy đâu mất tiêu rồi. Mình còn vẫn còn đi tới lui không biết như quyển là như là có hay không có, có thật hay không có thật, diêm trùng, thấy không? Rồi bây giờ
hạ thủ công phu đi, rồi tới ngày nào đó cũng sẽ thấy như những người ta đã đi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con kính tri ân lời dạy của sư ạ. À, như vậy thì có thể xem là cái pháp mà mình quán như quyển á, tức là các pháp nó do nhiều cái điều kiện nhân duyên mà nó có và nó không phải là thật có, thì cái pháp quán như quyển đó đó thưa sư, có phải chính là cái quán không hay không thưa sư? Tại vì con thấy cái quán không nó cũng gần giống theo cái ý nghĩa của cái quán như quyển như vậy đó. Cái trong cái bài kinh Chu Lá Sunyata, Chu Lá Sunyata Sutta thì cũng nói rằng à, cái gì mà không có đó thì mình phải thấy là không có, còn đối với những cái mà có đó thì mình phải thấy rằng là cái này có do cái kia có, à, tức là do thấy theo kiểu mà duyên sinh, do nhân duyên nó hòa hợp. Như vậy thì trong bốn cái pháp quán là vô thường, khổ, không và vô ngã đó, thì cái quán không đó thưa sư, có phải là mình nhìn danh sắc như cảnh quyển hay không? Dạ, con gửi mic để cho sư cho ý kiến về cái nhận định này ạ. Dạ, con gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tổ hề, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là ba cái vô thường, khổ vô ngã thì quán cái đó như quyển. Còn cái quán không thì chúng tôi chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng cho lắm, tại chúng tôi đã từng nói, chúng tôi đọc hai cái bài kinh về sửa chữa ta, tôi đọc hoài mà không hiểu, để nghiên cứu sau này rồi mới dám xác nhận, chứ còn đọc mấy lần rồi, cả chục lần rồi mà cũng không có hiểu là cái đó là muốn nói tới những cái gì, cái quán không đó. Nhưng mà hên là bữa nay xui với xui bữa nay không có sư quán không đây, chứ có hỏi ông về quán không là quán cái gì. Còn mình thấy là rõ ràng mình phải thấy vậy chứ. Mình thấy cái như, nghĩa là mình nói như quyển là mình nói theo danh từ thôi. Chứ mình thấy cái thứ, nếu mà nói theo danh từ bình chân chút là mình quán để thấy cái gì? Để thấy cái sự vô dụng của mình. Cái mà gọi là con người, cái gọi là danh sắc này. Nó không có lợi ích gì đó. Phải nói thật sự đó. Nếu mà thật sự mà nó có lợi ích, chắc là các bạn thiện trí không dạy mình, nghĩa là tu đi xa lìa nó, nó không có lợi ích gì cái danh sắc. Nhưng mà mình chưa quán đủ công phu, mình ra mình cứ mình chấp vào nó hoài, chấp hết ngày này nó khổ, hết khổ tới khổ mà vẫn còn chấp, tại vì mình chưa quán tới cái mức rõ ràng, tới cái mức mà thấy vậy đó. Thành ra đó những cái chuyện là mình ráng mình học để mình thấy thôi. Chứ còn lâu lâu, lâu bàn gì để tìm hiểu, học hỏi một số kinh nghiệm thôi. Chứ thật sự ra đó, nó không phải dễ giống như mình nghĩ. Quán mà để thấy rõ ràng cái sự không có lợi ích trong cái ngũ quẩn này đó, không phải dễ. Nó là cả vấn đề nhiều khê. Nhưng người nào mà bắt đầu quán thấy xa xa rồi đó là thấy người đó là bắt đầu rồi, đời có nhiều phước báo lắm. Còn mình thì thôi còn lâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca và sa thú, sa thú con kính tri ân những cái lời dạy của sư vừa rồi. À, con quay lại cái vấn đề, con tự nhiên sực nhớ thôi tôi, là cái vấn đề về hủ á. À, về hủ hồi nãy đó thưa sư, thì con nhớ có một cái câu, tư câu Bali, có câu Bali là phá quá nirotho nibbananti, phá quá nirotho nibbananti, hữu diệt tức là niết bàn. Thì cái hữu trong trường hợp này mình nên hiểu là nghiệp hữu hay là sanh hữu thưa sư? Tức là trong cái câu Bali này đó thì cái phá quá chỗ này á, thì mình nên hiểu đó là nghiệp hữu hay là sanh hữu thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ kính bạch chư tổ hề, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chữ này gồm cả hai luôn, cả nghiệp hữu rồi cả sanh hữu luôn. Bởi vì nghiệp hữu sanh hữu thì tính ra thì nó cũng là 10, tính ra thì cũng chỉ là danh sắc mà thôi, chứ đâu có gì đâu. Mà cái gì cho mình diệt được cái
danh sắc, dầu thằng dùng dưới cái danh từ nào đi nữa thì nó cũng là đi tới tới mức rồi, tới đỉnh của nó. Còn ngày nào mình chưa kiếm chuyện được với sắc thinh hương vị xúc pháp rồi danh rồi sắc gì ông chung thì ngày đó mình vẫn còn vật lộn với sự khổ đau. Thành ra cái chữ này là tính cả hai luôn. Nam mô với thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân sư vừa vào giảng cái câu là phá quá ni ruột thù niết bàn lành tí. Dạ thế mà hữu diệt là niết bàn, như vậy cả hai cái loại nghiệp hữu và sanh hữu mà đoạn diệt thì niết bàn. Dạ. Thưa sư, có cái câu Bali này á, văn văn tathagato akankhati mà tăng tăng tathagato mà bắt chanh là tí, tức là Như Lai mà hướng tâm tới một cái điều gì đó là lập tức là biết rõ cái điều đó. Nhưng mà rõ ràng thưa sư là đâu phải là Đức Phật có thể biết được là tất cả mọi kiến thức ở trong cái vũ trụ này thưa sư. Ví dụ như là về y khoa thì bên cạnh Đức Thế Tôn vẫn có một cái vị lương y Chi Bát Cá, ví dụ như vậy, vân vân. Nói chung là có nhiều cái vấn đề lắm. Như vậy thì chỗ hiểu như thế nào? Mình phải hiểu về cái sự toàn tri của Đức Thế Tôn là như thế nào để mình đừng có rơi vào một cái gọi là nó cực đoan. Đó như cái câu này, văn văn tathagato akankhati mà tăng tăng tathagato appacchanati, tức là Như Lai mà hướng tâm tới một cái pháp gì đó là lập tức hiểu rõ về cái pháp đó. Như vậy thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chị quý vị, thực sự ra đó thì trí tuệ của Đức Phật thì ngài có thể ngài biết, nghĩa là mình dùng danh từ bình thường thì tất cả mọi chuyện đi, nhưng mà còn cái ngài dạy với chúng sanh ở đây đó, rõ ràng là ngài nói trong cái lúc mà ngài đi vô rừng, ngài nắm một nhóm lá trên cây, ngài hỏi thôi nha. Lá trong tay của Như Lai và lá trên cái mấy ngọn cây này, cái nào nhiều hơn, thấy không? Thế chưa? Thì những cái điều ngài dạy giống như ngài dạy nắm lá trong tay rồi, còn những ngài biết giống như lá cây trong cả cái đường này, thì dĩ nhiên là ngài phải biết rất nhiều chuyện chứ không phải không. Còn mình hỏi cái là tại sao Đức Phật, ngài có thể ngài biết về y khoa nhưng mà tại sao vẫn có ông y sĩ ở kế bên? Xin thưa với quý vị đó, ngài biết nhưng mà ngài vẫn chữa không được. Thí dụ ngài bị bệnh nhức đầu, ông Thi Quá Cả chữa không được, ngài mới dùng thần thông của ngài để ngài coi tại sao. Thì ngài mới biết là trong cái kiếp nào đó ngài sanh làm con của người đến cá gì đó, ngài ngồi thấy đập đầu cá, ngài quan hỷ thọ thích gì, hay thảy cá lên đập cái này ngài thọ thích. Đó. Tức là rõ ràng ngài biết cái bệnh này do nghiệp thì làm sao mà chữa được. Dẫu rằng ngài là vị y sĩ cỡ nào thì ngài cũng chữa được. Cái bệnh nó có bốn chuyện: do nghiệp, do tâm, do thời tiết. Thì có những cái bệnh là không chữa được. Hay dầu ngươi giỏi cái mấy cũng không chữa được. Chứ không phải là nói ôi tôi biết hết tất cả, biết hết tất cả. Thì cứ dựa vào cái đó coi. Cái người nào có thể thắng được nghiệp mình đâu. Chính Đức Phật còn không thắng được nghiệp này đã tạo trong quá khứ mà. Phải không? Đó. Có những cái đó, con người ta có thể dùng những cái khả năng của mình để kềm chế hoặc chiến thắng được. Nhưng mà có những cái không có làm được. Tôi nhớ cái đó. Chứ không phải không. Hay nó có những chuyện ngài biết nhưng mà ngài không có thể làm gì để giúp cá nhân ngài cả. Bởi vì nó phát sinh từ những cái nghiệp trong trường nghiệp trong đã nhiều đời rồi. Đó. Thì nó tới nó cho quả thì thôi ráng chịu đi. Ha. Giống như chúng ta ngồi đây nhiều khi chuyện ví dụ như bây giờ đó, nét này, bữa nay nó lục bụp ra tay ngon lành hô biến tiếng coi. Không được đâu. Biết là một chuyện nhưng mà có khả năng để làm được, để nghĩa trị được hay không là chuyện khác. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính cảm ơn sư về lời dạy vừa rồi.
Dạ, thì sẵn cho sư cho con hỏi một cái câu Pali mà Phật tử rất là thích đó thưa sư, là cái câu là âm hê pí pê má mát tăng sắc gá mà pa ra gia năng, có nghĩa là chỉ cần là mình có cái lòng mà nghĩ thương mến đến là Đức Thế Tôn thôi, đến Như Lai thôi, là cũng để mà sanh thiên. Là cái câu này là con trích từ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Âm hê pí pê má mát tăng sắc gá pa ra gia năng, chứ là chỉ có cái lòng mà thương mến đến nghĩ thương mến đến Như Lai thôi là cũng được sanh thiên. Thì sao con thấy dễ quá vậy, sanh thiên gì mà dễ quá vậy? Thì chỗ này mình phải hiểu như thế nào để mà mình đừng có rơi một cái gọi là nó hơi mê tín. Xin sư chỉ dạy cho chúng con về cái chỗ này, như thế nào gọi là đúng cái mức, mình gọi là đủ cái mức mà thương mến đến Như Lai để mà đủ cái phước mà sanh thiên. Như câu này dạy, con gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng ta nghĩ đến Đức Phật nhưng chúng ta không có hiểu biết và thương mến Đức Phật đâu. Bởi vì chúng ta chỉ biết Đức Phật qua cái chế định là cái tên được gọi là Đức Phật thôi. Nên nhớ, nếu quý vị mà học hết lịch sử liên quan tới Đức Phật đó, nghĩa là có một số cái chuyện mà quý vị chỉ cần nhớ cái đó trong lúc lâm chung quý vị vẫn sanh thiên như thường. Đó. Trong 4 tăng kỳ kiếp kể từ lúc mà được thọ ký, Ngài làm bao nhiêu chuyện mà người đời không thể làm được. Khi nào mình đọc những cái đó đó, thì mình mới biết nó cỡ nào. Có những đoạn quý vị đọc đó, nghĩa là nổi da gà từ đầu lên tới gót cẳng luôn á. Thì những cái đó mình lấy làm đối tượng trong cái lúc mình ngấp ngáp đó, mình nào dẫn sanh thiên được thì sao sanh thiên được. Nhưng mà điều đáng tiếc đó, mình nghĩ tới Đức Phật, mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Mình không biết. Ngay cả mình vô, đừng nói bình thường, quý vị vô chánh điểm gì lại, và quý vị lại cái gì. Có những người không biết lại cái gì nữa, bởi vì hỏi Đức Phật có mấy ân đức không biết, thì lại cái gì. Phải không? Kể khi mình lại Phật, nhưng mình thành tâm lại cái ân đức nào mình cảm thấy hiểu và thông cảm với Đức Phật. Trong chân chính ân đức của Ngài đó, nổi cái đó không cũng đủ làm cho mình sanh thiên. Bởi vì cái chuyện sanh thiên nó không khó, nhưng mà quý vị sanh thiên, quý vị lên đó được ở bao lâu hay được làm gì đó thì cái đó mới khó. Thành ra đa số những cái vị mà quý vị thấy thứ thiệt ở trong cái cõi này, họ không bao giờ nguyện sanh thiên, mà nguyện lúc nào ở cõi nào nữa, mà nếu gặp được cái người mà có thể nói được những câu pháp hay dạy thích luận xướng cái bài pháp để cho họ hiểu được, thì họ rất vui lòng để về cảnh đó. Còn mình nó không học, không hiểu hết, mình cứ tưởng sanh thiên là tốt. Mình nhớ, nó không phải dễ như giống như mình nghĩ, sanh thiên thì dễ đâu, chứ không có gì khó đó. Cái gì cứ coi trong kinh coi. Cái ông về con của ông tỷ bố thấy à. Bệnh không có được chữa, ông già ông đem đi bài sợ người ta tới thăm tốn nước trà không. Nhưng mà tới cái lúc cần tử thì thấy dáng Đức Phật thôi, cũng sanh thiên như thường. Thành ra cái chuyện đó, đó cái chuyện làm cho cái tâm mình được trở thành thiên pháp trong lúc cần tử, nó không phải là chuyện khó. Nhưng mà cái nghiệp xấu của mình á, ví dụ như trời lúc đó là mình bị đau, mình đau ấy rồi té đập đầu rồi đứng ngấp ngáp rồi mà mới chết, thì cái lời đó thì mình không có khả năng để mình dẫn mình đi lên con đường vinh quang được. Dù rằng lúc đó mình có thuộc cái kinh thuộc gì đi nữa, nhưng mà mình không thể chiến thắng được cái đau đó, đau mà té về tại cái gì đó, nó mình mới đi xuống tại những cái trục trặc đó chứ không phải là cái. Còn những người bình tĩnh làm phước làm gì đó nó dễ chứ đâu có gì đâu khó. Đó là những cái là mình nhớ. Mà thực sự ra đó, từ đây cho tới 5.000 năm đó, quý vị không nên sanh tiên mà nên sanh những cái nước có thể là quý vị không có thích, như Miếng Điện nghe lộn xộn thích, quý vị còn gặp được những cái vật mà có thể nói cho quý vị một số vấn đề về lời dạy của Đức Phật được. Chứ còn bây giờ quý vị giống như là sanh ở Mỹ là nó có bao giờ nghe được cái câu pháp nào đâu. Nó thật sự vậy đó.
Nghe tới chùa thì chúng tôi nói hoài là chúng tôi cũng ghét đó, là tới chùa là không phải cầu đạo mà cầu an cầu siêu không thôi. Nên, đó. Thành ra mình phải ở trong những cái điều kiện nào mình có thể học được những cái lời dạy của bậc thiện trí thì cái chùa đó tốt. Còn dầu mình có sanh thiên sanh gì nữa, nhiều khi nó phí thì giờ của mình. Quý vị lên đó cảnh giới trên đó nó sung sướng quá, tối ngày cái lo đi thả về mấy em tiền nữ thôi chứ làm gì có thì giờ học Phật pháp đâu, thấy không? Phí thì giờ phí thì giờ ở đó mà cả chú chào cả mấy chục năm, mấy chục năm như này không làm được gì hết. Thế chừng mà sau thì xuống gặp được huynh tu học Phật pháp và nói trời ơi, tôi thấy huynh có bộ phước vô rung rồi này kia, hỏi đạo tính pháp rồi được, còn tôi tối ngày cái hết em này tới em nọ mệt quá, thấy không? Cứ thấy cái ở đây sướng hay coi trời sướng. Nam mô Phật thầy vậy. Nam mô Bụt thầy dạ, thì con kính tri ân sư ạ. Nhà sẵn sư nói cái vấn đề về cái cõi trời này đó thưa sư. Dạ, như vậy con có một cái suy nghĩ mà nó hơi diễn tưởng chút thôi, tức là tại sao á thưa sư, là ở các cái cõi trời á thì là đời sống rất là dài, cái tuổi thọ rất là dài, rất là lâu, thì tại sao ở trên đó không có kiết tập kinh điển thưa sư? Sao không lấy cái chánh tạng mà lưu trữ ở trên đó thì nó sẽ gì được rất là lâu mà không có sợ bị xáo trộn này kia nữa, mà phải kiết tập kinh điển ở cõi nhân loại thưa sư? Thì cái chỗ này thì theo sư thì nó như thế nào? À, tại sao lại không lấy cái bản gốc mà mình lưu giữ ở trên cái các chư thiên ở cõi trên để mà kết tập kinh điển mà giữ ở trên đó cho nó an toàn, khỏi có sợ bị sửa gì kia vân vân, mà bắt buộc phải là kết tập kinh điển ở cõi nhân loại thưa sư? Dạ, con gửi mít cho sư chỉ dạy chỗ này. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Ở những cái cõi trên đó nó vui nha, quý vị nên nhớ là quý vị có giữ trên đó thì cũng tới ngày này là cũng một nó rớt xuống tàu sẽ ra ngoài ra coi đâu đó. Ví dụ như huynh bây giờ đó, huynh có người cho huynh một cái lời nguyện để huynh tới đó huynh ở sung sướng rồi này kia, cái huynh nghĩ hồi xưa giờ mình cũng muốn rồi, tự nhiên có người ấy thôi, tôi muốn tới Las Vegas đi, huynh vô Las Vegas huynh có tu được hay không? Cái dùng vậy đâu mà dễ đâu, phải không? Người ta cất chùa tại sao người ta phải đi lựa những cái chỗ mà người ta có thể hoằng pháp được, mà ta không cất chùa những cái nơi đấy. Quý vị đừng nói đi quý vị nào từng đi Bangkok vậy đó. Những cái chùa đa số nó ở ngoài ô không chứ trung tâm thành phố ồn ào vui nhiều mà mẹ ở ngoài xe chùa đó. Bởi vì cái tâm mình nên nhớ đó. Quý vị chỉ có 8 cái tâm đại thiện thôi, nhưng mà có tới 12 cái tâm bất thiện đó. Nên thành ra con người mình suy nghĩ ra là suy nghĩ ác nhiều, làm gì cũng làm bậy nhiều, chứ đừng có nói vậy đó. Chúng tôi từng thí dụ đó, quý vị trên đường đi chùa, quý vị đi ngang chợ thấy hai cô tay chống tay phình chửi nhau, quý vị đứng lại nghe một cách say mê hay là vô trong chùa nghe ông sư thuyết pháp một cách say mê, nói nghe đi, thấy không? Đó nghĩa là cái đầu óc của mình đa số là suy nghĩ chuyện tầm bậy không, thích những cái chuyện đó chứ không bao giờ thích những cái chuyện mà để giúp cho con người mình nó thanh tịnh dễ đi lên, không có. Thành ra quý vị thấy đó, đi xuống đó, những bài kinh mà quý vị đọc đó, đi người đi xuống nhiều hay người đi lên nhiều? Thành ra con người chủ trương là làm bậy, làm cái điều không có lợi ích gì hết đó. Chứ đâu phải dễ đâu. Thành ra bây giờ trên đó nó vui vậy đó, quý vị lên quý vị đi thuyết pháp ai nghe đâu. Thấy không? Nhưng cái cơ hội có của họ là cơ hội khi nào Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện thì họ có cơ hội. Nhưng mà cơ hội trên đó thì cũng huynh cứ nghĩ đi, Đức Phật bỏ thời gian lên đó có mấy phút trên đó. Thành ra ngày nào tối, ngày nào chư thiên cũng xuống chi dỗ Đức Phật ngự để xin
học hỏi giáo pháp với Ngài. Thấy không? Thấy rõ ràng thành đó, ở trên đó đâu phải là chỉ sướng đâu, không phải đem lên đó, đem đó. Thứ nhất là đem lên đó đã chư thiên người ta đã không coi rồi. Còn như huynh từ di sư hay là với Ngài trưởng lão châu đông này muốn đọc kinh rồi, làm sao đi lên đó là được? Chỗ ông đâu ai đều đọc hết, thấy không? Thành ra đây này chỉ còn người tìm tới từ đây mà muốn đi đi qua Thái học cũng dễ, qua Miến Điện không dễ, qua mấy nước con cháu còn dễ, chứ còn lên đó xuống đâu có được. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều tam sao thất bổn hết rồi, bởi vì nó không thể, nghĩa là trường tồn với thời gian được. Đó. 5.000 năm là nói là mai lắm đó, chưa chắc. Bây giờ có những nước đó, nghĩa là nói là Phật giáo chùa chiền nhiều, nhưng mà thật sự ra cái người mà thật sự mà biết Đức Phật dạy gì không bao nhiêu đó. Mình tin không? Phật giáo xuất thân tưởng độ. Bây giờ đi quên qua đó, quên tìm có cái chùa nào mà người Ấn Độ tạo một cách đàng hoàng không? Không có. Thì nó phải vậy chứ sao? Bởi vì cái mà chúng ta đang ở đây đó, mình gọi là thế gian. Bởi vì nó bây giờ nó cũng tào lao nên nó gọi thế gian. Chứ nếu mà có người thì ở dưới này đàng hoàng này kia, người ta gọi là thế ngay rồi, chứ không gọi là thế gian. Đừng nói xuất thân từ Ấn Độ đó mà giờ hầu như tới đó hỏi không ai biết. Hoặc là như theo ví dụ như bây giờ những rất nhiều nước mà cái vụ mình nói về Singapore hay ấy đây, quý vị tới đó quý vị hỏi Đức Phật Gautama không ai biết hết đó, thấy không? Thì nó vẫn phải suy đồi chứ làm sao nó không suy được. Thành ra khi mình thấy cái đó đó, mình coi cái đó là cái sự nguy hiểm. Thành ra mình ráng mình học để cho chính bản thân mình để được lễ. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ là mình phải đi hoằng pháp rồi này kia ông chồng. Chờ hoằng pháp cho tới người cuối cùng rồi mình mới đắc đạo quả. Nói chơi vậy nói thiệt cũng được. Giống như bên Tình Hệ Bắc Triều có nhiều người nguyện vậy đó. Nguyện tùm lum vậy. Mình nên lo cho mình trước đi. Rồi tính. Người nào có đức tin cộng nghiệp với mình thì mình giúp, còn không có thôi đừng bao giờ đem pháp ra nói, nó không kéo rồi. Nói theo tiếng đời là ôm đầu máu chứ không phải giỡn đâu đó. Nó không phải dễ, không phải dễ đâu. Thành ra cho tới bây giờ mình nói là Phật giáo có thể ở với 5.000 năm là một số cái chỗ nào đó thôi, chứ còn đa số bây giờ là tiêu hết. Quý vị thấy bây giờ đó, nó thật sự đó, cái người mà theo Phật giáo nguyên thủy đàng hoàng đó, Phật giáo Nam truyền đó, tính tổng cộng nó khoảng chừng bữa trước chúng tôi thấy hình như nó khoảng 200 mấy, không biết nhiêu đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy cái người mà thuộc lòng tâm tạng đó chỉ có bây giờ còn có 8 vị thôi, thấy không? Thấy rõ ràng nó không phải dễ giống như mình nghĩ. Thành ra cái chuyện mà huynh đi đem lên đó thôi, chứ đem lên đó chúng tôi mỗi lần trước khi vô rung mà tìm sách để đọc thôi, bây giờ dùng thần thông mệt quá thôi huynh, đừng có suối cái kiểu đó, rồi bán chơi tiền không nghe vậy bây giờ tỉnh tỉnh như mẹ nữa đâu có không còn sách thì không. Thành ra đó là cái chuyện rất đáng buồn, không có nên mua với thầy nhé. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ dạ thầy, con nêu cái vấn đề cuối cùng để cho sư giảng, đó là cái đoạn kinh trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Thế Tôn dạy về là như thế nào á, là một cái sự cúng dường, một cái sự kính trọng đến Đức Phật mà là tối thượng. Làm cái đoạn kinh này như vậy: sư này Ananda, nếu có một cái tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nào mà thành tựu chánh pháp, tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thì người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với cái sự cúng dường tối thượng. Thì như vậy thì xin sư chỉ dạy là như thế nào là thành tựu chánh pháp,
Như thế nào là tùy pháp? Sống chơn chánh trong chánh pháp là sống như thế nào? Hành trì đúng chánh pháp là hành trì cái pháp gì? Nhà sinh sư chỉ dạy về những cái chữ chánh pháp ở trong cái đoạn kinh này, để mà Phật tử có một cái sự thực hành nó thiết thực. Và đó chính là cái cách mà cúng dường và tôn kính tối thượng đối với Đức Thế Tôn. Và con kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Và kính thưa cho quý vị, vì để trong giây phút cuối cùng của Đức Phật, có một cái đa số cái vị thì kêu ngồi xung quanh khóc lóc rồi này kia, có một vị ra lẻn trốn ra ngoài rừng để hành thiền, thì Phật tử nghĩa là mấy ông sư ông Trần Sư Nam nữ đó mất với Đức Phật đó, ông đó ông không có thương Đức Phật, ông không biết quý trọng Đức Phật gì hết. Giờ Đức Phật như vậy mà ông còn bỏ đi này kia sao? Thì khi Đức Phật cho người đó vô hỏi thì ông mình trình bày thẳng là ông muốn đắc được cái pháp Đức Phật trước khi ngài Bà Rí Niết Bàn á. Đức Phật nói cái người mà kính lễ tôn trọng tôn sùng Như Lai thì nên làm theo với người đó, nghĩa là ông ta nói ông ta phải đi hành pháp để có thể đắc đạo quả trước khi ngài Niết Bàn. Đức Phật khen ngợi cái đó. Thì trong câu này cũng vậy, thành tựu chánh mình đừng nghĩ chứ chánh pháp này là cái pháp gì đó, là tùy theo cái ba la mật của mình để mình có thể hiểu, hành và sống theo cái điều đó. Ví dụ như bây giờ mình nói vậy đi, thì dù như mà đối với mình, ngoài trừ một số cái chuyện rất bình thường, ví dụ như về những cái gì liên quan tới Đức Phật, ví dụ như lịch sử Đức Phật này kia thì mình chỉ biết không cần ấy đâu. Nhưng mà có những cái mà liên quan tới cái pháp hành, ví dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ đi, thì mình phải coi muốn hành được cái bài kinh Tứ Niệm Xứ này đó, mình phải học cái gì. Thì những cái pháp mà mình học cái đó gọi là tùy pháp mình học. Rồi trong đời mình phải giữ những cái điều mà mình đã nguyện trước khi mình hành đàn kim sụp đó. Bao nhiêu chuyện đó mà phải hành, không có thể buông xuôi buông lẻ gì hết. Nên thì cái đó mới được gọi là người tôn sùng và kính trọng Đức Phật. Còn những cái điều mà dạy mình không làm, mình nghe nói có ông nào đó niệm tên ổng là ổng dẫn về cái cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là lạc tới phương Tây Cực Thế Mộ đó, thì cứ mình niệm như vậy hoài thì mình đâu có tùy pháp đâu, không có tùy pháp, mà cũng không sống có đời sống chân chánh trong gì giáo pháp Đức Phật đó. Thành ra mình muốn mình chỉ cần những cái chuyện đó là mình vẫn có khả năng, dầu rằng Đức Phật đã Niết Bàn rồi đi nữa, nhưng vẫn có khả năng đắc được đạo quả cho tới Phật định 5000 nè. Bởi vì theo chú giải của bài kinh Khâu Tâm Ni Xuân thì 1000 năm đầu còn bậc A-la-hán mà có lục thông, 1000 năm thứ hai thì chỉ còn A-la-hán vừa xuất khảo với Bạch Sa Cả thôi, tức là ngài không có lục thông, ngài chỉ hành đã đắc thôi. 1000 năm thứ ba thì còn bậc tam quả, 1000 năm thứ bậc nhị quả, 1000 năm cuối cùng còn bậc sơ quả. Thì ít nhất nếu mình đúng theo cái lời dạy này là mình thành tựu những cái điều cần thiết trong pháp học và pháp hành, rồi mình hành cho nó đàng hoàng, luôn luôn bảo trì những cái điều mà mình đã học vậy, thì cái đó gọi là mình tôn trọng Như Lai, mà cũng có thể là mình có thể đắc được cái sơ quả trong dòng trong giáo pháp của Đức Phật này đó. Đó là những cái chuyện mình nên làm. Chứ còn cái chuyện bây giờ mà nói phải đi đâu, đi qua Bồ Đề Đạo Tràng này thăm tứ đồng thông rồi này kia, nó thật sự ra đó nó có cái lợi là mình chỉ tạo phước báo một cách rất là trung bình thôi, chứ cái phước đó không có thể nào này giúp mình đi xa đâu. Còn nếu mình hành những cái bài kinh mà về thiền minh sát, bài kinh xứ này, hay là học 37 phẩm trời đạo này kia cho nó từng dục, ít nhất nó sẽ giúp mình trong nhiều kiếp sau, nếu mấy kiếp này gặp. Nam mô Bổn Sư và kính bạch Chư Tôn, và kính thưa chư Phật sinh năm nay trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh
cho pháp thoại trong ngày hôm nay. Xin hãy làm mỗi duyên hành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần xin năng được nơi trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt cả pháp ngôn ngàn mê tâm. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sáng Khai Giả, Nam mô Rất Tận Nát Giả. Rồi MC nào lên tổng kinh xong thì nhờ ngài trưởng lão tổng kinh cũng chúc về đóng rùm. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sáng Khai Giả. Và cũng kính tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều đã đến đạo tràng Phật giáo Nam Truyền để trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng con. Và giờ đây, con xin đọc phần pháp hối và kính xin ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Út tăng ghê na qua đề hằng bà đa bằng sùng ta rút ta măng bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tú tăng ma măng. Con đế mặt lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mặn ghê na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đô quý thằng quá răng. Thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô khá ma tú tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo tha tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng sanh hành cha đuôi thốt ta măng sanh khề vô khá lý tô đô sô sanh khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sakato Buddharatanang o satang o tamang warang hitang de wamanusa nang buddhate je na so thinana sandu baddhava sabbe dukkha vupasamain tukte sakato Thammaratanang o satang o tamang warang parila upasamanang thammate je na so thinana santu baddhava sabbe phaya upasamain tukte sakkatvam. Sankharatanang o satang o tamang warang ahunayang bahunayang sankhate che na sothinana santu baddhava sabbe roga upasamain. Tu tê nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sabbe buddha balabhata bacchekanan chayang balang arahantanan tate che narakhang phanthami sabbaso sabbe thammam. Balabhata bacchekanan chayang balang arahantanan tate che narakhang phanthami sabbaso sabbe sangha. Balabhata bacchekanan chayang balang arahantanan tate che narakhang phanthami. Mi pa so xin chư thiên quang hỷ công tôi làm đệ tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thịnh văn thính chung hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ được an lành tịnh lạc. Sa thú sa thú lành thai. Và con xin đọc phần hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti vi hà ra hoa si ni thụ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha hoàn tu bù chi ta
sot thần ca rôn tê thao vi hà ra mạnh đa lê thê ra cha mắt cha na hoa ca cha phật ca vô sa ra mi ca đa na bát tì u ba sa ca ga ma cha đê sa đi ga ma cha ít sa ra sắp ba na phụ ta su khi ta phá hoàn tu tê cha la bu cha dê bi cha anh đã tâm phá hoa sẵn sê đã cha ta a tha vô ba ba tí ca niêu gia ni căng thầm má hoa răng ba tích cha tê sắp bê bi đúc khát sa ca rôn tu sẵn khá dân tha tu chi răng sát tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bụt ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc gô quá áp tha giá chá hí ta giá chá âm hề rắc khanh tu sát thầm mô sắp bê bi đâm má thầm má chà ri nô quýt thịnh xâm ba u này ya má thầm má ri giác ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hạ sa tỳ khô chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mỗi tu thiện nam tính nữ đều là thí chủ đồng phù trợ nhân.